Ở bên đây báo tin là dạ rồi, bên đây là có 1, 2, 3 vừa rồi, dạ rồi, dạ rồi, cảm ơn quý vị. Xin hỏi là kỳ rồi mình đến đâu rồi? Kỳ rồi mình học đến năm thủ uẩn, năm tiền cái, rồi bây giờ là năm pháp cần phải đoạn trừ đã học xong. Bây giờ bữa nay mình học về năm tâm hoang vu. Giờ năm tâm hoang vu có phải vậy không ạ? Bữa nay mình học về năm tâm hoang vu phải không? Năm pháp đoạn trừ đã học rồi. Bữa nay mình học về, khi tôi hỏi quý vị quan nghĩ cho biết được. Dạ rồi, năm tâm hoang vu đúng. Cái chữ hoang vu ở đây là trong tiếng Pali là chữ khi lát, chữ khi lát, chữ thuộc khi lát. Ở đây nó có nghĩa là một cái tình trạng mà nó không có rõ ràng, nó mông muội, giống như, như là trong một miếng đất mà nó không được chăm sóc. Rồi nó đường đi nước bước không có rõ ràng, cây cối một ung tùm không có được chăm sóc, thì cái tâm cũng vậy. Cái tâm mà bị mắc vào, cái tâm người tu bị mắc vào năm cái này nè, thì cũng gọi là tình trạng tâm hoang vu, cái tình trạng bỏ ngỏ. Nếu mà tôi dịch ấy, thì chia tới cái lá tôi dịch là cái trạng thái tâm bị bỏ ngỏ. Ở đây mình thấy rằng là có rất nhiều người cứ nghĩ rằng mình là theo Phật pháp, mình có học đạo, mình có hành trì, thì mình có bố thí, có giới, có hành thiền, như vậy thì coi như là mình đã xong rồi đó, thì là mình chỉ ngồi chờ chết thôi. Cứ mỗi ngày ngồi được mấy tiếng đồng hồ vậy đó, một ngày ngồi được mấy tiếng đồng hồ là coi như xong rồi đó, rồi cũng quét tước rồi công phu chấp tác này nọ là xong. Nhưng mà thật ra mình có một chuyện không có ngờ á, là cái niềm tin của mình ấy đối với Đức Phật nói riêng và Tam Bảo nói chung á, niềm tin của mình đối với thầy bạn á, thì rồi niềm tin của mình đối với cái con đường hành trì á, nó không có được như là Đức Phật đã đề nghị, như là Đức Phật đã mong mỏi đã trong đời ở chúng ta. Trước hết á, là vì ở đây nói là nói tỷ kheo, nhưng mà mình phải hiểu ngầm á, là tất cả người tu nói chung. Bây giờ nếu mình hiểu chữ tỷ kheo đây là chỉ riêng cho các vị tỷ kheo, vậy vì người không phải tỷ kheo tính sao đây? Cho nên ở đây chữ tỷ kheo đây mình phải hiểu chung là tất cả những người tu nha, trong trường hợp này. Ở đây trường hợp thứ nhất là cái trường hợp có tâm hoang vu thứ nhất, có nghĩa là trạng thái tâm mình bỏ ngỏ đó. Cái trạng thái bỏ ngỏ đầu tiên đó là mình không có cái niềm tin đối với Đức Phật. Đây là một chuyện rất là quan trọng, hồi nãy tôi có nói rồi. Kể cả trường hợp cạo đầu, mình có mặc áo tu, mình có ở chùa nữa, nhưng mà cái niềm tin của mình đối với Đức Phật đó, rất dễ có vấn đề mà mình không có ngờ. Mỗi ngày mình lên mình đảnh lễ, mình tụng kinh, mình lễ Phật hai buổi công phu, mình tưởng như là đủ, nhưng mà thật ra cái mà mình rất đáng để mình nhìn kỹ lại đó chính là niềm tin của mình đối với Đức Phật. Như hôm trước chúng tôi có nói rồi, có hiểu về Đức Phật á thì chúng ta mới tin Ngài một cách đúng đắn, phải là chính chắn, đúng mức. Và muốn hiểu, như tôi đã nói là muốn tin là phải hiểu, mà muốn hiểu là phải học. Mà học bao nhiêu cho đủ đây, học bao nhiêu cho đủ. Có người thì thích A Tỳ Đàm, có người thì thích tạng kinh, có người thì thích tạng luật. Có người thì đi vào đạo là chỉ thích học một hai cái đề mục gì bỏ túi vậy đó, rồi đi hành thiền, không có coi nặng cái chuyện học hành giáo lý, mà thậm chí còn bôi bác, còn dè biểu, còn bài xích nữa. Nói tu học làm chi, đồng khi nó không chịu tu, không chịu thiền định, không chịu giữ giới. Cái cách nghĩ này đó thì nghe qua thì nó hay hay đó, nhưng mà ngồi ngẫm lại đó, nếu chúng ta không học giáo lý thì chúng ta hiểu được gì về Đức Phật? Mà nếu chúng ta không hiểu gì về Đức Phật thì chúng ta tin là tin cái gì? Tin là tin cái gì? Các vị hôm nay sau bài giảng này về, các vị suy nghĩ kỹ ra cái niềm tin của mình đối với Ngài có vấn đề hay không. Vấn đề nó nằm ở chỗ là
Muốn tin thì phải hiểu, phải hiểu ngài làm sao chứ. Tại sao mình không theo Chúa Giêsu? Tại sao không theo Thánh Allah? Tại sao không theo ông Tư Bà Tám? Tại sao theo Phật? Thì để trả lời cái câu hỏi đó cho chính mình đó là cả một vấn đề, thưa quý vị, cả một vấn đề. Vì chúng ta đã hiểu gì về Phật, mà muốn hiểu về Phật thì chúng ta phải học giáo lý. Dĩ nhiên chúng ta hiểu về ngài không thể nào giống như những cái vị pháp sư Tam Tạng, như những vị sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Chúng ta không thể nào hiểu về ngài như là những vị đắc thiền, đắc định, cái đó là dĩ nhiên. Nhưng mà tối thiểu á, chúng ta cũng phải hiểu ngài như là trong kinh điển nói, trong một chừng mực nào đó, như là chúng ta hiểu. Mà chúng ta học được bao nhiêu, chúng ta tìm hiểu được Phật pháp được bao nhiêu. Cho nên nói về năm tông quan vu, cái điều mà chúng tôi băn khoăn nhất á, đó chính là phải đá động đến một chuyện mà dễ, rất là dễ làm phiền lòng bà con. Đó là bà con không chịu học giáo lý nha, bà con không học chịu học giáo lý, chỉ học một hai điều về thiền chỉ, thiền quán, rồi nhảy vào các thiền viện, rồi cho rằng á, là mình á, là đã hiểu Phật á, thì tôi e rằng không có đủ nha. Mà cái tôi ngán nhất cái đó là đọc kinh tạng bằng vốn liếng tiếng Việt của mình, cái đó mới kinh dị nha. Đọc hiểu kinh tạng bằng vốn liếng tiếng Việt của mình, có nghĩa là ngồi mình dò ra đó, rồi mình ngồi mình tưởng ra, ví dụ như trong đó nói là tầm tứ hỷ lạc định, thì chỉ cái tầm đó là mình nghĩ, mình ngồi mình nghĩ tầm ở đây chắc là kiếm đó, à, cầm là tầm là kiếm, tứ đây chắc là ý tứ đó, ví dụ như vậy. Rồi cái hỷ lạc, hỷ là mình nghĩ chắc là vui, còn lạc thì mình nghĩ là sướng, à, định là mình nghĩ tập trung, hiểu hiểu chung chung vậy đó. Cho nên cái chuyện đầu tiên có thể là không học giáo lý thì đừng có hòng mà hiểu đúng Đức Phật theo kinh điển, à, phải nói là theo kinh điển nha, chứ chưa phải là hiểu theo cái kiểu của người đắc thiền đắc đạo nha. Hiểu theo kinh điển là mình đã thấy khả nghi rồi nha. Cho cái chuyện đầu tiên là mình hoài nghi, hoang mang về Đức Phật do mình không học về ngài. À, và nguy hiểm nhất là thờ Phật mình như thờ thần, thờ Phật mà cái như thờ một đấng chí tôn, trong đời ở đó một cái sự gia trì, một sự bảo hộ nào đó từ ngài thì sai rồi nha. Thật ra Đức Phật là một nguồn năng lượng rất là lớn ra, nguồn năng lượng khi nào bị sa sút, chúng ta bị sợ hãi, chúng ta bị buồn chán, chúng ta bị mất sức sống, thì Đức Phật là một nguồn năng lượng rất lớn. Nhưng mà cái nguồn năng lượng đó không phải ai cũng có thể cảm nhận được, cũng giống như ánh nắng trời, hoặc là sức mạnh của gió, sức mạnh của nước. Tuy ba cái nguồn sức mạnh này thì phải nói là vô tận, nhưng mà bằng cách nào để mà chúng ta có thể tận dụng được cái sức mạnh của ba cái nguồn năng lượng đó, nguồn năng lượng của gió, của nước và của nắng, chứ không phải là tay không như vậy rồi mình có thể mình tận dụng được sức mạnh của ba 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 cái nguồn năng lượng đó, thì tôi nghĩ rất là khó nha. Rồi đối với giáo pháp cũng vậy. Cái niềm tin của mình đối với Phật pháp đó, thì sẽ có nhiều nguồn. Nguồn thứ nhất là do mình học, nguồn thứ hai là do mình suy tư, và nguồn thứ ba là do mình hành trì. Và ở đây chúng tôi cũng nói luôn là khi mình chia ra ba ngôi tam bảo thì đúng là có Phật pháp tăng, đó là nói theo cái cách mà gọi là nôm na. Chứ còn nếu mà nói cho rốt ráo đó, thì Phật bảo và tăng bảo cũng chính là pháp bảo. Bởi vì Phật bảo là gì? Phật bảo là người đã tự mình tìm ra, phát hiện ra, chứ không phải tạo ra nha, phát hiện ra thôi. Phát hiện ra pháp bảo, phát hiện ra cái con đường hành trì ấy, và tự ngài đã đi đúng cái con đường mà mình đã tìm ra. Chứ vậy thì ngài được gọi là bởi vì đã hành trì đúng với pháp bảo. Và tăng bảo là gì? Tăng bảo là những người mà nương theo cái lời dạy của Đức Phật để mà hành trì cho đúng cái pháp bảo. Một người không tóc, mặc y, mang bát, chỉ được gọi là tăng bảo, là khi nào người đã có pháp bảo ở trong mình ấy, thì mới gọi là tăng bảo. Còn nếu mà chỉ có hình thức không mà gọi là tăng bảo, như vậy mình ra ngoài chợ đó, mình kiếm mấy dụng đảng, mà cậu cậu đọc đó, mình đẻ ra đắc y như vậy nó tăng bảo hay sao? Cho nên ở đây mình phải định nghĩa lại nha. Tăng bảo phải là cái người mà do học Phật mà có được cái hiểu biết, và từ đó mới có cái hành trì, có được cái Phật pháp trong mình á, thì mới gọi là tăng bảo nha. Cho nên á, nói rằng cái lòng hoài nghi, hoang mang, do dự về bậc đạo sư
về pháp và về tăng, nhiều gom chung là mình hiểu là một thôi, là một đây có nghĩa là không, mình không học giáo lý thì mình không có biết những cái tinh hoa cốt lõi căn bản của Phật pháp. Thì lấy cái gì để mình thờ lại và tin tưởng Đức Phật, lấy cái gì để mà thờ lại tin tưởng cái gọi là tăng bảo đây? Và sẵn bữa nay tôi nói luôn là cái chữ tăng á, ở trong kinh Tạng á, tùy chỗ mà hiểu nha, có chỗ chữ tăng ở đây á, là ám chỉ cho các cái tầng thánh nhân, có chỗ chữ tăng á, là chỉ cho những cái vị mà đã thọ đại giới, tùy chỗ mà giải thích. Rồi có một số người á, rất là ẩu, đọc bà chết bà nhán, nghe bà chết bà nhán, hiểu lầm tưởng là chúng tôi đó phủ nhận cái chữ tăng này, hiểu từ cái nghĩa thông thường, cho nên họ viết một bài họ chửi tan nát hết. Nhưng mà họ quên một chuyện là những cái mà họ trích dẫn á, là không phải là chánh tạng, mà cái chánh tạng họ không có trích dẫn. Thí dụ như họ nói là sư Tuệ Khanh á, nói rằng tăng á, là chỉ có thánh tăng thôi. Như vậy á, thì trong bài tụng của mình á, đã lấy lòng đến tăng bảo gồm phàm tăng và thánh tăng. Thì xin thưa đó, cái ghi chú đó là ghi chú theo tạng kinh hay tạng luật nha, đó là thứ nhất. Thứ hai nữa đó là tùy bài kinh mà hiểu, chứ không phải chỗ nào cũng hiểu mà tăng là gồm thánh và phàm. Bằng chứng là trong nghe trong cái phần lễ bái tăng bảo có cái phần gọi là yadidang chattari purisa yuga ni attha purisa pukkala isavakavato đệ tử kinh văn của Thế Tôn, nếu mà kể đôi thì gồm có bốn đôi, mà kể chiếc thì gồm có tám. Đôi tức là đạo và quả kể chung một cặp, còn kể chiếc tức là kể riêng bốn đạo bốn quả, rõ ràng trong đó như vậy. Không chịu đọc, họ chỉ trích dẫn có cái chỗ kia thôi nha. Thì sẵn đây tôi nói luôn là tùy chỗ mà hiểu. Tùy chỗ mà hiểu. Còn mà mình bất mãn mà mình chỉ biết chống đối mà mình không có ngó trước trông sau thì đó cũng là một điều rất là đáng tiếc, cũng là điều bất cập nha. Rồi thì cái tâm hoang vu có nghĩa là trạng thái tâm bỏng nhỏ của người tu học. Người tu học mà không có hiểu giáo lý, không có hiểu đúng thì làm sao có cái để mà mình nhớ nhớ đúng, không hiểu đúng thì làm sao mà có cái nhớ đúng, hiểu sai thì mình nhớ toàn cái tào lao không à. Phải hiểu đúng, phải hiểu đúng thì mới có cái nhớ đúng, rồi mới từ đó mới ra cái hành đúng. Cho nên đối với tam bảo nói chung ở đây thì ngài kể thì ngài sẽ là Phật và cả Đức Phật nữa. Ở một chỗ khác khi nói đến năm tâm hoang vu trong Trung Bộ Kinh ấy thì ngài cũng kể năm, nhưng mà mình có hiểu ngầm nó là kể như vậy để cho mình dễ nhớ thôi. Chứ còn tam bảo mình kể là một, một thì nghĩa là sao? Có nghĩa là kể pháp bảo thôi. Chính Đức Phật là Đức Phật vì có pháp bảo. Tăng bảo được gọi là tăng bảo là vì có pháp bảo nha. Chúng ta nhớ cái đó nha. Phật bảo được gọi là Phật bảo là vì có pháp bảo, mà tăng bảo được gọi là tăng bảo là vì có pháp bảo. Còn nếu mà cho rằng chỉ có hình thức 32 tướng tốt mà được gọi là Phật, như vậy mấy ông chuyển lưng vương cũng là Phật hay sao? Còn nếu mà nói mà cạo đầu đắp y gọi là tăng á, thì kẹt quá nha. Cho nên đây mình phải hiểu, không phải mình phải mà bắt buộc mình phải ghi nhận cái điểm này. Chữ tăng này nghĩa là tăng, nghĩa là cái người mà học từ Phật và lại nhờ nhờ đó nó lại có cái pháp bảo trong trong mình, trong tâm mình. Rồi hoang mang nghi hoặc ngờ vực đối với học pháp là sao? Có nghĩa là nghi ngờ cái tác dụng của tam học. Đấy, cái này chắc phải ghi, vì tôi làm biến ghi quá đi nha. Hoang mang nghi hoặc đối với học pháp có nghĩa là nghi ngờ cái tác dụng của tam học. Mình ngờ vật, mình không biết mình hành trì như vậy nè, rồi nó dẫn mình đi về đâu. Mình hoài nghi, mình hoang mang á, về nghi hoang mang. Các vị còn nhớ cái chữ mà thâm ma, nút thâm ma bát bát tí không? Thâm ma rồi tâm tâm nú thâm á ba tỷ ba tỷ. Dạ rồi, cảm ơn. Cái chữ này nó có nhiều cách dịch. Có vị thần dịch là tùy duyên thuận pháp. Đó là cách dịch kiểu văn nghệ, nhưng mình dịch theo sát ở trong kinh mình á, tức là hành trì cái pháp mà dẫn đến giải thoát. Tức là định nghĩa nôm na là vậy đó, hành trì cái pháp mà dẫn đến giải thoát thì gọi là thâm nó thâm mà bát tiết bát tiết bát tiết.
Patipatti là hành trì thực hành, hành đạo, hành trì hành đạo thực hành. Còn cái tham ma nó tham ma patti là cái hành pháp giải thoát ra là sao ta? Tham ma ở đây ấy, là chính pháp siêu thế, siêu thế gồm bốn. Gồm là bốn đạo rồi bốn quả và niết bàn. Còn cái anu tham má này thì chỉ cho tam học, gọi là chỉ cho ba cái sikha đó, chỉ cho ba cái sikha là tam học nha, tức là hành trì cái pháp mà dẫn đến. Và bà hỏi tôi nhớ tôi có giải thích thì kiểu nôm na cho bà con á, tức là mình hành cái hành giới, hành định, hành tuệ, hành cái phần bổ sung cho cái mà mình đang thực hành, nó cũng là tham ma nó tham ma bát tị, thực hành một cách thứ lớp. Thực hành một cách thứ lớp cũng là tham ma nó tham ma bát tị. Thứ lớp là sao? Tức là giới định tuệ mà theo cấp 1, giới định tuệ mà theo cấp 2, giới định tuệ theo cấp 1 là sao? Là từ một cái người phàm, phải có giới, có định, có tuệ theo cái cấp độ phàm phu. Ở cái mức tối đa đó là mình đắc được tu đầu quần. Cấp 2 đó là cái việc tu đầu quần, tu tập giới định tuệ mà theo cái trình độ của vị sơ quả đó, để đắc được cái tứ đại hàm. Rồi cái cấp 3 đó là cái vị tứ đại hàm đó, hành trì pháp học, thành trì tam học giới định tuệ đó để mà đắc đến cái a na hàm. Và cấp 4 là cái vị a na hàm á, hành trì giới định tuệ mà theo cái trình độ của mình nha, cũng là của bậc tam quả đó, để mà đắc được cái quả vị la hán. Cho nên nói chung á, là tam học á, là dẫn tới bốn đạo bốn quả và niết bàn, đúng. Nhưng mà mình phải hiểu ngầm ở đây là cái trình độ nó khác nhau. Cái giới định tuệ của phàm phu á, trước khi mà đắc tu đà quần, nó không giống như là cái giới định tuệ mà của vị tu đà quần trước khi mà đắc tứ đà hàm nha. Đó cũng là một cách giải thích. Nhưng mà ở đây á, tôi đang giảng về cái tác dụng của ba của tam học á, là chúng ta phải đem chuyện này ra chúng tôi nói lại nha. Cái tác dụng của tam học á là giới học, định học và tuệ học. Giới năng sinh định, định năng sinh tuệ. Giới là nói thì kiểu y như trong kinh á, giới là cái nền tảng, giới là nền tảng để cho mình có thể định tâm tốt hơn. Một người không có giới thì định của người đó có vấn đề, mà định người đó có vấn đề thì tuệ người đó có vấn đề. Thì đến đây chúng ta cũng phải hiểu thêm là có một số vị cứ theo cái câu này cứ cho rằng tu là phải lim dim mới gọi là có giới, rồi có ngồi xếp bằng mới gọi là có định. Thì xin xin định nghĩa là cái đó chưa chắc, bởi vì cái giới đây nó là sự cố ý ngăn trừ. Mình không giữ tiền nhưng mà lòng mình bị bệnh về tiền, thì đó cũng gọi là chưa có phải là thành tựu giới. Đi đâu cũng dắt cấp cái giá theo để cho cấp cái giá họ nhận tiền giùm, nhưng mà họ nhận xong rồi đó thì cuối cùng cấp cái giá cũng bàn giao lại cho mình. Ví dụ như vậy thì mình tự cho mình thành tựu về giới thì tôi cũng nghĩ cũng chưa chắc nha. Mình không phạm chưa chắc có nghĩa là mình giữ giới, và chưa kể là mình phạm cái kiểu vi tế cũng chưa kể là mình giữ giới nha. Cho nên cái chữ tâm, cái tâm học nó phải hiểu như vậy nè. Giới này có nghĩa là thật sự chủ ý ngăn trừ điều ác, thì gọi là giới. Dầu điều ác nó thuộc về thân, về khẩu hay là về ý, chứ còn giới này không không riêng cái giới mà giới số, ví dụ như năm giới, tám giới, mười giới, sa di giới, tỳ kheo giới thì chưa, vậy là chỉ một phần của giới thôi. Một đó là mới một phần của giới, mà giới mình hiểu theo nghĩa rốt ráo á là cái tình trạng tâm lý mà cố ý ngăn trừ cái điều bất thiện trong tam nghiệp nói chung. Bởi vì nếu mà chỉ giữ giới mà theo theo số đó thì cũng chưa đúng là giữ giới. Là vì sao? Là chưa đủ gọi là giới học. Là vì sao? Là bởi vì chẳng lẽ pháp bất thiện nó chỉ gồm cái 227 điều của tỳ kheo à? Cái vị nghĩ coi nó có kỳ hay không? Nếu mà nói rằng giữ tròn giữ giới theo theo số đó mà gọi là giới học thì tôi tuyệt đối tôi không tin. Là bởi vì nếu mà giữ giới mà theo số như vậy thì một vị tỳ kheo mà giữ giới trong sạch á thì không phạm 227 giới, có nghĩa là vị này chỉ né được cái 227 cái điều ác thôi,
mà các vị ở đây trong rừng các vị biết mà cái điều bất thiện thì nó đâu có dừng lại con số 227, mà nhất là trong 227 đó nó không hề có cái tác dụng mà gọi là đối phó như là tất cả phiền não nha. Cho nên mình phải hiểu ngầm giới mà dừng lại con số là chưa có đủ, mà giới đây có nghĩa là phải chỉ cho tam nghiệp, đó là sự cố ý nhân từ cái điều ác trong tam nghiệp thì nó mới đủ nha, chứ còn dừng lại lại ở con số thì chưa có đủ đâu nha. Đó, rồi định cũng vậy, định ở đây nó có ba nha, định ở đây có ba, đó là sát na định, là khả năng tập trung trong từng khoảnh khắc. Cái kiên cố định ấy, là cái khả năng định tâm từ sơ thiền trở lên. Còn cái cận định tôi cố ý tôi nói ở cuối cùng là bởi vì ấy, cho nó dễ. Cận định tức là cái trạng thái, cái là cái khả năng định tâm của cái người gọi là sắp sửa chứng đắc sơ nhị tam tứ thiền, thì được gọi là cận định nha. Cận định thì một trong ba cái này cũng đều gọi là định học, với điều kiện là cái định ấy được hành giả vận dụng làm cái nền tảng để tu tập vipassana. Nhớ nha, cái định đó nó được hành giả vận dụng. Có những ý kiến cho rằng là phải có đắc định thì mới tu vipassana được, thì đây chúng tôi cũng xin nói thêm là người có đắc thiền, người có đắc cận định thì khả năng định tâm người đó tốt hơn cái người mà không có cận định, không có sơ nhị tam tứ thiền. Tuy nhiên, chữ tuy này viết bằng mực đỏ nha, tuy nhiên tôi nhắc lại là mình có đắc thiền thì cái khả năng định tâm tốt, nhưng mà đó thực tế trong lúc mà mình quán danh sát, lúc mình tu tập tứ niệm xứ thì mình ngay trong, tôi nói thiệt chậm nha để mà mốt ghi ghi tào lao rồi đổ đổ thừa chúng tôi nha, có đắc thiền thì tốt lắm, rất là tốt. Và cái khả năng mà định tâm của người đắc thiền dĩ nhiên hơn hẳn cái người không đắc thiền. Tuy nhiên trong cái lúc mà tu tập tứ niệm xứ á nha, trong viết viết cái viết chữ bự lên to lên, trong lúc mà đang tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta không có xài kiên cố định, mà chúng ta chỉ xài có cái sát na định thôi. Nhớ ghi cái này dùm, trong lúc đang tu tập tứ niệm xứ, dầu cho chúng ta có đắc phi tưởng phi phi tưởng đi nữa, ta nói dầu cho có đắc cái phi tưởng phi phi tưởng, thì lúc mà đang tu tập tứ niệm xứ thì dứt khoát chúng ta phải bỏ nó qua một bên để mà dùng cái chánh niệm thôi. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Cho nên có đắc hay không đắc thì lúc tu tứ niệm xứ anh chỉ dùng có cái sát na định thôi nha, dùng một cái sát na định thôi. Anh dùng sát na định là bởi vì bữa học chúng tôi có ví dụ rồi, là một anh lực sĩ á, anh võ sư á, thì anh làm việc tốt người bình thường, là vì sao? Vì họ có sức khỏe tốt. Tuy nhiên có những công việc mà họ không phải dùng đến cái sức khỏe của một võ sư, của một lực sĩ, ví dụ như họ đang xỉa răng, ví dụ như là họ đang sửa cái đồng hồ, thì họ không có cần mà phải dùng tới cái sức của lực sĩ, vì cái công việc đó nó cần cái sự tỉ mỉ chứ nó không phải cần đến cơ bắp. Là mà nhớ dùm cái này nha, một ông lực sĩ mà sửa đồng hồ thì ông cũng phải có cái sự nhẹ nhàng, sự khéo léo của cái anh thợ sửa đồng hồ, chứ không thể nào mà anh sửa đồng hồ phải dùng đến cơ bắp. Thì chuyện đó tôi cũng mới nghe thôi nha, mới nghe thôi nha. Cho nên đang tu tứ niệm xứ chúng ta chỉ dùng cái sát na định thôi, chỉ còn ba cái, chứ còn không thể nào mà nhập vào ở trong cái sơ nhị tam tứ thì được. Chỉ còn trường có mấy cái trường hợp đặc biệt, ví dụ như Đức Phật Tát chánh đẳng giác sau khi mà nhập thiền bằng cái đề mục hơi thở, xuất thiền nghĩa là ra khỏi thiền ấy, vị đó đó mới quán chiếu về 12 duyên khởi và đắc quả chánh đẳng chánh giác. Bác Tông họ chống cái này, họ nói rằng cái 12 duyên khởi là chỉ cho độc giác thôi. Còn cái chánh đẳng giác là quán chiếu cái gì đó ghê gớm hơn nhiều, mà cái ghê gớm là cái gì mình không có biết. Còn cái mà Minh Thông Tông thì không, Minh Thông Tông thì không bao giờ có chuyện một người đắc thánh mà mù tịt về duyên khởi, không bao giờ có một chuyện có chuyện một người đắc thánh mà mù tịt về bốn đế nha. Và bốn đế và 12 duyên khởi nó là cái đề tài chung cho tất cả hiện thánh ở đời, chứ không có phải là thanh văn là tiểu thừa, độc giác là chỉ có tu tập là 12 duyên khởi thì không. Nhưng bên đây là có vụ quái gở đó nha, nhớ cái đó. Rồi như vậy giải biết rõ được cái tác dụng của tam học thì tu tập nó mới tiến được.
Còn nếu không biết được tác dụng của tâm học như tôi vừa trình bày đó thì cũng là một cách bỏ ngỏ nội tâm nha, bỏ ngỏ nội tâm mà trong đây gọi là tâm hoang vu. Tôi nhắc lại nha, không học không hiểu thì làm sao mà có được niềm tin chín chắn và đúng đắn đối với Phật, với Pháp, với Tăng. Mà khi mình hoang mang ngờ vực về Phật, Pháp, Tăng thì trong trường hợp đó được gọi là tâm tư bị bỏ ngỏ, tâm tư hoang vu. Rồi cái thứ tư đó là gì ta? Thứ tư đó là không có học giáo lý cho nên nghi ngờ cái tác dụng của tam học. Cái này là cái niềm tin, cái sự hoang mang của pháp học, nghi cái hoang mang mà tam học nó khác. Trong đây là chỉ riêng ở trong cái tâm năm tâm hoang vu á, thì các ngài Đức Phật và ngài Sa Lợi Phất ngài tách riêng cái này ra là bởi vì cái này là hoài nghi về cái con đường mình đang hành trì đó, hoài nghi. Giáo lý thì rất là giỏi, giáo lý thì nói ra là tin nhưng cái hành nó thì nghi, như vậy thì lại mắc vào cái thứ tư. Tôi nhắc lại lần nữa, Phật pháp rất là giỏi, nói ào ào nhưng cái hồi tu tâm tâm nó nghi ngờ. Không biết mình tu thì có đúng hay không, là bởi vì đối với tâm cái học, đối với tâm học, đối với tác dụng của tâm học mình cũng chưa có rõ, nắm chưa có nắm vững, chưa có nắm vững về định, về tuệ, chưa nắm vững về định thì làm sao tu chỉ, không nắm vững về tuệ làm sao tu quán nha. Mà chỉ tức là định, mà quán tức là tuệ nha, cho nên phải nắm cứng thế đó. Giáo lý giỏi khác mà nắm vững được cái kỹ thuật hành thiền nó khác nha. Tôi nhắc lại lần nữa, nắm vững giáo lý ở giỏi giáo lý khác mà nắm vững giáo lý khác. Giỏi giáo lý là sao ta? Là mình có thể là một cái máy cassette, mình có thể là cái máy photocopy, đây gọi là giỏi giáo lý nha. Còn cái nắm được cái kỹ thuật chỉ và quán đó là chuyện khác. Đây là lý do tại sao mà bên Miến Điện ấy có mười mấy vị thuộc lòng tam tạng, vậy mà người ta đi tu thiền ấy là người ta phải đến tu với ngài ngài gì ta, ngài Tạ Ốc, ngài Upandita, rồi ông Venka. Không phải nói như vậy có nghĩa là mấy vị thuộc lòng tam tạng là dốt đặc dễ ẹt, không biết gì về kỹ thuật cũng phải, nhưng mà mình phải nhìn nhận là chuyện cái đời nó có gì cũng phải có cái chuyên nha, nhớ cái đó. Rồi cuối cùng á là cái trường hợp thứ thứ năm gọi là cũng là một cái trường hợp gọi là tâm tư bỏ ngỏ đó, đó là bất mãn thầy bạn. Mình tu mà mình bất mãn thầy bạn á thì cũng là một kiểu tâm hoang vu, và cái này chúng tôi nhớ hình như có gặp cũng hơi hơi nhiều nha. Có nghĩa là không có sống gần ai thì hết trơn á, thầy nào mà mình sáp vô ít bữa đi là bắt đầu nói xấu, bạn nào mà mình ở chung thời gian là bỏ đi là bắt đầu nổi xấu. Không có ai mà làm cho mình vừa mát dạ hết trơn á. Cái trường hợp thứ 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 năm này nè, nó cũng là một cái kiểu mà bỏ ngỏ nội tâm. Bởi vì sao? Là vì bản nhiều khi mình bất mãn người ta, mình cứ nghĩ người ta mà mình quên nghĩ mình. Chẳng lẽ cả cái cuộc đời này không có thầy bạn nào mà tốt hết hay sao? Mà cái bậy bạ nhất của chúng ta đó, khi mà chúng ta bất mãn ai đó thì người đó là người xấu. Cái này là cái chuyện rất là quan trọng nha. Chúng ta bất mãn ai đó thì người đó là người xấu. Và có những người họ không sống gần ai được hết, có nghĩa là trong lòng người này không có ai là tốt hết. Mà các vị thử tưởng tượng đi, trên đời này có một người mà trong mắt họ không ai là tốt hết thì chỉ riêng ngoài đời đó họ sống với ai? Nói chi là cái chuyện hành đạo ở trong Phật pháp, thưa quý vị. Không mà mình học đạo thì mình không có chơi người xấu, đúng, nhưng mà nhiều khi mình phải nhìn lại mình có phải là người xấu hay không, cái đó mới là lớn chuyện nha. Để chờ thêm chút. Mình bất mãn người này người kia là tại vì mình nghĩ người ta đó là người xấu, nó thẳng vậy đi chứ đừng có chối, đừng có chối, đừng có mắc nhiều, đừng có chối, thì nó là sự thật. Bất mãn người này bất mãn bởi vì trong mắt của mình á, cái người đó nói như vậy là không có đúng, người đó làm như vậy là không có đúng, thái độ cử chỉ biểu hiện như vậy là không có đúng, cho nên mình mới bất mãn. Chứ có ai mà dám nói rằng là tôi bực mình với cái tốt của ông đó, tôi bực mình với cái đúng của ông đó, tôi bực mình với cái hay của ông đó, không có, không bao giờ trên đời có cái chuyện gì mà nó quái gở như vậy hết nha. Ấy mà mình bất mãn ai nó thì luôn luôn cái mà mình bất mãn cái là cái thằng bậy, cái là cái xấu. Thế là cái người mà có cái tâm bất mãn thầy bạn cũng chính là cái người
mà gọi là một hạ vô nhân, xem cả cái thế gian này trong mắt mình á, là toàn là thứ tào lao không mình. Mà khi mà ai cũng là tào lao trong mắt mình á, thì có nghĩa là mình là người duy nhất tốt đẹp trong cái cuộc đời này. Chỉ riêng cái suy nghĩ này á, thì nó đã có vấn đề rồi thưa quý vị nha. Các bạn nghĩ kỹ đấy, tại sao tôi bất mãn tùm lum, là bởi vì tôi không đồng ý, tôi không đồng ý với ông A, ông B, ông C, ông F. Mà tại sao tôi không đồng ý, là bởi vì những cái họ nói họ làm là chữ tầm bậy nha. Vậy thì tôi không đồng ý ông đó, nghĩa là ông đó là cái người tầm bậy. Mà nếu mà nói như vậy đó, thì những cái người mà có cái tánh mà khó gần khó ưa đó, thì trong mắt của họ là toàn người xấu không rồi nha. Mà cái người mà tu tập nha, bằng cái nội tâm mà bất mãn tùm lum như thế này nè, cũng là một cái thứ bỏ ngỏ. Là sao bỏ ngỏ? Nghĩa là anh ta không có tự gọi là dòm ngó là cái bản tâm của mình để xem cái vấn đề của mình nó nằm ở đâu. Tại sao mình cứ nghĩ người ta xấu, nhưng mà tại sao mình không nghĩ là mình xấu, cho nên mình không có ráp được với người tốt. Nó có trường hợp đó nữa. Một là mình tốt quá tốt, mình không có ráp được với người xấu. Mà cũng có trường hợp đó, mình xấu quá mình không có ráp được với người tốt. Nó có trường hợp này nha. Có trường hợp này. Cho nên khi mình không nhìn lại mình á, thì nó cũng là một cái kiểu bỏ ngỏ nội tâm. Tôi rất là thích cái chữ khi lá này, trình được bỏ ngỏ đó. Năm trường hợp bỏ ngỏ nội tâm, hoặc là năm trường hợp nội tâm bỏ ngỏ. Trường hợp thứ nhất là hoang mang nghi hoặc ngờ vực, không có quyết đoán, không có cái niềm gọi là xác tín nơi Đức Phật, nơi bậc đạo sư. Thứ hai là hoang mang nghi hoặc đối với cái lời dạy của ngài nói chung. Thứ ba là đối với chúng tăng. Thứ tư là đối với cái tác dụng của tam học đối với con đường mình hành trì. Và cái thứ năm là bất mãn đầy bạn. Thì một người mà dính vô năm cái này nè, thì dứt khoát coi như nội tâm bỏ ngỏ. Mà bỏ ngỏ đây là gì ta? Là rất dễ bị tấn công nha. Bỏ ngỏ giống như mình nghe nói biên giới bỏ ngỏ, có nghĩa là xâm lăng xâm lược, rồi buôn lậu rồi đó, tội phạm tha hồ tung tăng tung hoành rồi đó, bởi vì biên giới bỏ ngỏ nha. Bỏ ngỏ nghĩa là ngõ không có cửa đóng then cài, không có kính cổng cao tường thì gọi là bỏ ngỏ nha. Rồi năm cái pháp này gọi là năm pháp chịu phần tai hại, có nghĩa là năm pháp dẫn đến đọa lạc nha. Ở trong kinh có kể đời Đức Phật Ca Diếp, lúc Phật tịch rồi, có cái ông cư sĩ đó, ông tu Vipassana trong rừng ấy, mà ông bị vướng được cái điều thứ tư, tức là hoang mang đối với cái tác dụng của tam học. Ông thấy ủa sao mình tu hoài mà sao phiền não còn nguyên, tu hoài mà người cứ tiếp tục phiền não đầy ứ, tu hoài mà không có niệm, tu hoài mà không có định, tu hoài mà không có tuệ, tu hoài mà cứ dậm chân tại chỗ đứng yên không nhúc nhích gì hết. Ông hoang mang nghi hoặc như vậy đó. Với cái tâm hoang mang nghi hoặc này, ông lại mệnh chung ông chết đi, ông sanh làm con cá sấu ở trong cái đầm nước giữa rừng ấy. Thì cái chuyện mà ông tu hành đó thì nó có phước thiệt, nhưng mà chính cái hoang mang là có những tư tưởng phạm thượng bất kính ấy, là dẫn đến chuyện là con xấu ở trong rừng. Nhớ thì cho nên nó năm cái này nè, năm cái này là cũng gọi là năm cái pháp nó dẫn đến đọa lạc nha. Rồi ngày ngày Ca Diếp thì cũng có người đệ tử mà cứ bị ngày la hoài, trách ngày khuyên, làm gì sai ngày la rầy vậy đó, cũng bất mãn để cũng đốt cốc ngày đi. Mà cái quý vị biết ngày ngày Ca Diếp đó là vị là đó thì trong kinh là đại A La Hán, có nghĩa là ngài là một trong những cái vị cao đồ đệ tử là hàng đầu của Đức Phật mình ấy. Đâu phải là vị bình thường đâu, mà ông đệ tử cũng ghét cũng bực sư phụ quá, ông đốt cốc mất tiêu, chết ông sanh làm một loài ngạ quỷ nha. Cho nên đây gọi là năm cái ông rất là bất mãn thầy đó, bất mãn thầy. Rồi tiếp theo là năm pháp hướng đến thù thắng. Thù thắng đây là dẫn đến chuyện sanh thiên, rồi là dẫn đến giải thoát. Thì cái này đã giảng rồi, cho nên chỉ giảng sơ sơ thôi. Giảng sơ sơ thôi. Đó là năm căn, năm căn Cà Mau. Bà ở khuyên mình là nên sống ở Trung Quốc, bữa nay khuyên mình về này Cà Mau nghe. Năm căn, năm hấp dẫn đến thù thắng là gì? Là năm căn. Năm căn ở đây nó từ cái chữ Phạn là Indriya. Indriya từ cái đây tôi cũng sẵn cái này tôi nói luôn, ở đây là cái khuynh hướng của Hán Hán các bạn Hán Tạng. Cái chữ Indriya này nè nha, nó nhiều nghĩa. Cái vấn đề là nó nhiều nghĩa lắm. Nghĩa một đó là giác quan,
giác quan trong cái cơ thể. Rồi cái nghĩa hai á, nghĩa hai nó là cái gì đó nó đóng cái vai trò quan trọng thì cũng gọi là Indriya. Nhớ nha, nhớ cái này. Sẵn đây tôi nói luôn, già là hay quên. Ở trong cái Facebook nó có một cái thân hữu tên là Sinh Sapa, thường hay trích dẫn mấy cái bài giảng của chúng tôi, trích dẫn khúc 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 khúc. Thì tôi cũng thiệt là thương lắm, thương lắm, thương cái tấm lòng, thương cái thiện chí, thương cái hảo tâm. Nhưng có nhiều bữa cũng vậy, làm tôi sốc quá, để cũng bị cắt khúc mà cắt cái kiểu mà nó hơi kỳ. Con người ta mắc tai mũi họng có gì cắt cái gì là mất hết lỗ tai, rồi cái đẻ dưới là con của Tuệ Khanh thì con có đành hay không. Rồi có một bữa thì xé ngón tay có móc mắt, mà con người ta thì tay chân đầy đủ, mà cứ bữa gầy bữa bữa trồi bữa sụp, bữa lặn bữa hợp, bữa ốm bữa mập, bữa đen bữa trắng, mà nó ớn muốn chết luôn. Rồi tùy ý cắt nhiều cái, phải nói cái tấm lòng nó thì thương nhưng mà cái công phu của quý vị thì nhiều cái nản quá nha. Cho nên bà con mà có ghi có trích dẫn là mới nghe nghe cho kỹ kỹ, là chữ trích cái này thì đúng là thiệt là hại bạn nha. Rồi bây giờ tôi trở lại, tại sao mà năm cái Indriya mà này được dịch là năm căn, là bởi vì bên Hán Tạng họ có khuynh hướng thế này, là họ lấy một hai chữ mà họ cho là cái nghĩa căn bản của một cái từ tiếng Tạng. Họ lấy một hai chữ đó họ làm cái nghĩa gốc, họ mới cho vô một cái tập từ vựng chung. Rồi tất cả mọi trường hợp cứ thấy cái chữ đó là cứ phàn tới thôi. Này, thí dụ chữ cú ná, nó có nhiều nghĩa lắm, nghĩa là lớp, là nghĩa là lần. Ví dụ như ba lần một là ba, ba lần hai là sáu, thì cái lần cái này tiếng Pali cũng là cú ná nha. Rồi cái y mình xếp thành ba lớp bốn lớp thì cái lớp này Pali cũng là cú ná nha. Rồi cái tỉnh từ là gì? Tỉnh từ là cái từ mà nó bổ nghĩa cho danh từ, nó vạch ra những cái khía cạnh tính chất hay là thuộc tính của danh từ thì gọi là tỉnh từ. Trong tiếng Pali gọi là guna-nama, chữ guna, chữ guna-nama đây nghĩa là quality hoặc là ingredient. Thì bên Hán Tạng người ta cứ thấy chữ cú ná là người ta cứ phàn cái công đức. Ở đây chữ Indriya nó nhiều nghĩa, thì trong đó có nghĩa là giác quan, thì nó cũng nghĩa là căn. Thì có nhiều trường hợp họ thấy Indriya họ để là căn. Ở đây tôi biết trong có nhiều người nghi ngờ, không biết ổng dựa vào đâu mà ổng chê, không có đây cũng phải chê, mà đây là cái kỹ thuật của các cái dịch giả người Tàu họ đã làm như vậy. Cho nên năm cái Indriya này nó có chỗ dịch là căn thì được, khi nào chỉ cho mắt tai mũi lưỡi dịch là căn thì ok. Nhưng mà trong trường hợp tính tánh định tuệ dịch năm căn hơi gượng nha, nhiều ẩu nữa. Cái nói căn đây là căn bản, không phải. Cái chữ căn này là giác quan, nhãn căn, nhĩ căn đó. Nó kẹt vậy đó, bởi vì bằng chứng là có trường hợp đó, mình ở đây mình biết có năm 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 cái Indriya thôi, nó là tính tánh định tuệ. Nhưng có một trường hợp nữa là hai có nó có đến 22 cái Indriya, là trong đó mình thấy có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, rồi cái gì nữa, có hormone nam hormone nữ cũng gọi là Indriya nha. Bởi vì sao? Vì đây là những cái mà hai cái sắc tố nam sắc tố nữ, nó cũng là một trong những cái vấn đề quan trọng của cái thế giới này. Bởi vì không có sắc tố nam sắc tố nữ thì thế giới này làm gì có trai gái đàn ông đàn bà nha, làm gì có sinh sản có xã hội loài người nha. Cho nên cái rồi buồn vui thế như là cái gì ta, khổ lạc ưu hỷ xả, thì năm cảm xúc này cũng gọi là Indriya. Là vì sao? Là bởi vì chính nó là diện mạo của thế giới nha. Chính nó đó, chính năm cái này nó mới đẩy người ta đi làm thiện làm ác, chính năm cái này nó mới tạo ra giọt lệ và nụ cười, chính năm cái này nó mới tạo ra thiên đường và địa ngục nha. Cho nên năm cái cảm thọ cũng được gọi là Indriya.
Cho nên ở đây năm cái này cái chữ Pali nó lại đi giá, bởi vì đây là năm cái pháp quan trọng trong cái cuộc tu của mình nha, nhớ dùm cái này. Thì cái này đã định nghĩa rồi cho nên nó phớt qua thôi nha. Tính căn là tại sao nó được xem là cái pháp quan trọng, là bởi vì không có niềm tin á thì cũng không làm ăn gì được. Và sẵn ở đây tôi nói luôn cái chuyện này có lẽ bà con không có ngờ, là nhiều người khi định nghĩa về 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 năm năm quyền, năm inh tri giá này nè, là định nghĩa theo cái hướng này, nó là cái đức tin nó quan trọng lắm rồi. Bởi vì có đức tin có năm cái sao, cái đó nó mới đúng một nửa thôi, mà chúng ta phải nói về mới đúng. Là năm cái này nè, có lúc thì mình thấy tính căn nó quan trọng nhất đúng, nhưng mà nếu mà bây giờ mình lật ngược, là mình không phải lật ngược mà mình đảo lộn cái trật tự này lại thì cũng không có sai. Thí dụ như bây giờ mình để tấn trước, bây giờ mình đổi lại nè, tấn tính niệm định tuệ cũng không sai, hoặc mình để là niệm tính tấn định tuệ cũng không sai, hoặc là tuệ định tính tấn niệm cũng không sai. Là vì sao? Là vì cái giá trị của năm cái này nó tương đương, có nghĩa là thiếu một cái không có được nha. Cho nên mình kể cái nào trước cũng được hết. Mà bây giờ nó khổ một chỗ, quý vị sẽ cãi với tôi, quý vị nói trong kinh kể như vậy rồi đúng, bởi vì cái người đầu tiên là Đức Phật, khi ngài đã kể ra như vậy thì mọi người cứ theo đó nha. Nhưng mà mình phải hiểu ngầm là năm cái này có giá trị như nhau hết nha, phải nhớ cái này mới quan trọng. Cái này là điều quan trọng phải nhớ. Là tại sao? Và bởi vì thứ nhất là cái trật tự này không quan trọng, cái nào quan trọng như nhau. Thứ hai là cái căn này nè, nó không phải một bậc đâu quý vị. Quý vị hiểu theo cái kiểu mà tính trước rồi tính sau là không có được, là bởi vì sao? Là bởi vì cái đức tin của cái niềm tin của mình ấy mới tu á. Khi mà tôi nói nè, khi mà tánh niệm định tuệ của mình mà ở cái mức yếu á thì cái tính yếu, khi mà bốn cái sao mà nó ngon lành á thì cái tính nó cũng ngon lành. Các vị nhớ kịp cái này nha, nhớ nha. Rồi cái tánh cũng vậy, khi mà bốn cái kia nó ngon lành á thì cái tánh nó mới ngon lành, mà bốn cái kia mà nó cà sạch cà đuổi á thì cái tánh nó cũng cà sạch cà đuổi. Rồi cái niệm cũng y chang như vậy, bốn cái kia mà nó ok đó thì cái niệm nó mới ok, mà bốn cái kia nó có vấn đề đó thì cái niệm cũng có vấn đề. Định tuệ y chang như vậy nha. Cho nên là ở đây là mình hiểu theo cái nghĩa mình là đức tin có trước, nghe nghĩa là chỉ cần có đức tin là có mấy kia thì không, mà phải nói là năm ông này phải nuôi lẫn nhau nha, năm ông này phải nuôi lẫn nhau. Chỉ cần có cái sự trồi sụt mạnh yếu chênh lệch giữa năm ông này thì coi như là không có tu hành được gì hết. Tính là niềm tin, niềm tin đây nó có rất là nhiều nghĩa. Một là niềm tin vào tam bảo, thứ hai là cái niềm tin vào cái con đường hành trì trước mắt của mình này. Phật pháp thì mình tin, nhưng mà lúc mình tu mình cứ nghi không à, nói rằng người đó không đức tin Phật pháp thì không có được. Họ có tên, họ có tên tam bảo ngon lắm, nhưng mà lúc hành trì thì họ có hoài nghi, hoang mang, nghi hoặc, hoặc là họ thiếu niềm tin về bản thân. Họ không tin vào bản thân nè, không tin vào phương pháp hướng dẫn nè, không tin vào ông sư phụ nè, vân vân. Thì những cái đó cũng gọi là thiếu niềm tin, nhớ nha. Và cái tệ hại nhất là thiếu niềm tin ở tam bảo. Mà tại sao thiếu? Là bởi vì thiếu thiếu tuệ, thiếu văn tư tu. Không có văn tư tu thì cũng kẹt lắm nha, rất là kẹt. Không có văn tư tu thì tin tin cái gì đây? Tôi cũng nói hoài, quý vị ghét tôi cũng phải nói nữa. Không học giáo lý nha, mà cứ ham đi làm phước, vô chùa là cứ nghe kêu phước không à, kêu cái gì dân y rồi hết dân y, bây giờ nhảy qua bên cứu trợ bảo lục thiên tai, rồi ít bữa đây cái là Tết rồi, cái ai cất chùa cũng kêu nữa, rồi cứ lùng vòng quanh năm vậy đó, mà chớ hề thấy ai rủ đi học cái trơn, mà bản thân mình cũng tha thiết chị đi học. Và cái bậy bạ nhất cái thể là cho mình là cư sĩ rồi có quyền dốt giáo lý, đây là một trong những cái mà tôi cho là tà kiến nha. Tôi cho đó là tà kiến. Khi mình cho rằng người cư sĩ có quyền dốt giáo lý thì tôi cho đó là tà kiến. Là vì sao? Là vì hễ còn là phàm phu á, thì cái trách nhiệm mà tu hành, trách nhiệm tu học của tăng và tục, tăng tức là tăng ni á, còn tục có thể tức là cư sĩ thì nó giống nhau chang nha. Mà mình nghĩ mình cư sĩ là cái gì mà mình có quyền mình dốt? Dĩ nhiên mình cư sĩ, mình có vợ có chồng có con có cái, nhà cửa sự nghiệp, có nhiều chuyện phải lo, thì mình không có thời giờ tu học tinh chuyên như tự tăng ni đúng. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình được quyền dốt đặt cái căn bản giáo lý. Mình có qua Miến Điện mình mới thấy nha, người cư sĩ của họ là họ cũng làm ăn, thậm chí họ còn nghèo khổ hơn mình nữa đó, nhưng mà giáo lý họ rất là căn bản.
Ngươi cư sĩ mà không biết vì bốn đế, 12 duyên khởi, không biết bốn niệm xứ, không có biết cái gì về nghiệp báo, về tái sanh đó, thì cũng hơi kẹt nha, quá kẹt luôn. Cho nên năm cái này nè, anh nghe tính là niềm tin, tấn là cái khả năng nỗ lực. Hiểu rồi, tin rồi, nhưng mà nó cứ xìu xìu cũng không làm ăn được gì, phải tinh tấn. Rồi niệm, cái niệm này khỏi nói vì biết rồi, niệm tức là khả năng sống tỉnh thức, làm gì biết nấy, nghĩ gì biết nấy, nói gì biết cái nấy, cái này thiếu cái này là không làm ăn được gì hết. Rồi định, không có khả năng tập trung tư tưởng thiền quán nó phát triển ngã nào, bởi vì niệm và định nó là một cặp. Niệm mạnh đó thì định phải mạnh theo, nó phải như vậy đó. Cho nên niệm yếu thì định mới yếu. Chúng ta tu tuệ quán, chúng ta không có cần phải đắc này đắc cái kia, nếu có được thì tốt. Tôi nhắc lại, nếu có đắc thiền đắc định thì quá tốt, cực kỳ tốt nha. Còn nếu mà không thì tối thiểu cũng phải có cái khả năng là sát na định, cận định, có cái khả năng mà ngồi tập trung tư tưởng trong ít lâu nếu mà mình ngồi. Còn không nữa thì suốt một ngày như vậy đó, đi đứng nằm ngồi, sinh hoạt lớn nhỏ luôn luôn ở trong chánh niệm. Mà hãy niệm đâu thì định cái bên đó, cái sắc đã định nó dễ có, với điều kiện là nó phải có niệm nha. Còn tuệ, tuệ đây là buổi đầu là chỉ là văn thôi, văn tư thôi. Văn cái là nghe đọc học từ người khác, còn tư là cái năng suy tư thấm thía gặm nhấm tiêu hóa. Chứ mình học xong rồi cái mình thầy giảng sao nghe chan vậy, nó không có động não nha, cũng không được. Còn cái trí tu là gì? Trí tu là trí thực chứng, có nghĩa là có những cái điều mà không có định chúng ta không hiểu được, có những cái điều mà không có tuệ chúng ta không hiểu được. Dạ, tôi ví dụ thôi, ví dụ như là cái người mà có tu samatha, tu chỉ đó, mà có đắc thiền đắc thần thông đó, họ thấy được những cái điều mà người khác giàu có 8 cái bằng tiến sĩ cũng không thấy. Đó gọi là trí tu, trí tu từ samatha. Rồi cái trí tu từ vipassana là sao? Là mình có sống chánh niệm liên tục. Liên tục trong từng khoảnh khắc mình mới có cơ hội, mình mới có cơ hội để mình thấy là thân tâm này là vô ngã vô thường nha. Đó là cái trí tu đó. Chứ còn nghe giảng không có thấy, thì nghe giảng đó thì có lẽ là mình cũng ngồi tưởng tượng thôi nha. Nhưng còn cái người mà thấm thía thân tâm này thật sự là vô ngã vô thường đó, thì phải là có thực tập, thực tập bằng chánh niệm, đắc cái gì chưa biết nhưng trước mắt. Chỉ có người sống chánh niệm liên tục và liên tục nha thì mới thấm thía được cái vô thường. Có nghĩa là cái toàn bộ cái con người mà thiện ác buồn vui của mình cách đây gọi là 1 giờ đồng hồ á, bây giờ nó mất sạch. Bây giờ mình đang sống bằng một con người khác hoàn toàn mới. Mà cái điều mà tôi vừa nói là cái điều mà tôi nói hoàn toàn mới đó, đó. Cái điều này chỉ có người có sống chánh niệm họ mới biết thôi. Còn không mình cứ cả ngày cứ lắng xăng lắng xăng lắng xăng thì mình không có dịp để mình thấm cái này nha. Rồi thì cái này cái nó được gọi là tiếp tu rồi. Vậy đó, như vậy đây là 5 pháp hướng đến tu thắng, có nghĩa là nếu đủ duyên lành ba la mật thì đắc thánh, còn nếu mà tệ tệ đó thì ít ra mình cũng được an lạc hiện tiền và sống ở trong cái não trạng của một cái người học đạo, hiểu đạo và hành đạo, nó tốt hơn là sống u mê mê. Nói một câu dễ dặn đó là không có niệm, không có tuệ thì cái khoảng cách giữa chúng ta với con thú không có ranh giới. Khoảng cách này nó là nói trên hình dáng thôi, chứ còn cái nội dung tâm hồn thì giống nhau y chang thôi, nếu mà không có niệm không có tuệ nha. Mà nếu mà mình sống y như con thú thì mình chết là mình sẽ về mình ở với nó, cái là chuyện dĩ nhiên. Cho dù chúng ta có là ai đi nữa, có là tu sĩ hay là cư sĩ không quan trọng, cái quan trọng nhất là mình có niệm và tuệ hay không. Nếu mà trong suốt một ngày mà cái thời gian thất niệm nhiều quá thì coi như cái thời gian mình sống y như cái loài súc sinh ấy, nó sẽ nhiều nhiều hơn cái sống kiểu loài người. Mà mình sống kiểu loài súc sinh nhiều quá thì có nghĩa là mình cũng có rất nhiều cơ hội để mình về mình sống chung với nó nha. Đây gọi là 5 pháp hướng đến thù thắng là như vậy đó. Đây rồi tiếp theo là cái gì ta? Tiếp theo là 5 pháp rất khó thể nhập. Rất khó thể nhập. Rồi thứ nhất là gì ta? 5 pháp khó thể nhập
chắc phải làm gọn chứ còn mà giảng y như cái bản gốc chắc chết luôn á. Năm pháp là gì ta? Thứ nhất là ly dục nhờ tu bất tịnh quán, rồi cái gì nữa? Ly sân nhờ tu từ tâm quán, rồi cái gì nữa? Bất hại nhờ tu bi tâm quán, rồi cái gì nữa? Lìa sắc tưởng sắc dục bằng vô sắc thiền, rồi cái gì nữa? Lìa thân kiến bằng thánh trí. Đó, nhớ nha. Đó, năm cái này cho nó dễ nhớ chứ bây giờ theo ghi ngán qua ngán nha. Lìa thân kiến bằng thánh trí. Rồi rồi cái thứ nhất là này, cái này bà con chắc là ai cũng 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 tinh thông hết rồi, cái này khỏi giải thích nha. Thứ nhất đó là, nhất là gì ta? Là ly dục nhờ cái bất tịnh quán, có nghĩa là cái tiếng Pali đó kêu là asupa. À, alo, các vị còn nghe không? Asupa nên dịch là bất mỹ phải chính xác hơn là bất tịnh. Là vì sao? Là vì cái thứ gì mà gọi là tịnh ở đây là cũng là theo cái kiểu mà gọi là từ điển cầm tay của các dịch giả nghe. Họ cứ xuất phá này đó là họ cứ dịch là xuất phá là tịnh. Thật ra cái chữ xuất phá, cái chữ xuất phá nó còn có nghĩa là đẹp nữa quý vị, đẹp nữa. Thì cái này là trong chú giải giải thích rõ ràng đó. Cái chữ xuất phá trong cái trường hợp á xuất phá mình phải hiểu nó là đẹp chứ không phải hiểu là sạch, là bởi vì á cái khái niệm mà dơ sạch đó, nó hẹp hơn là cái khái niệm đẹp xấu. Tôi ví dụ nha, ví dụ như bây giờ ngày xưa tôi mê ngắm hoa lắm, dạ nghe mê lắm, mê lan. Nhưng bây giờ tôi hành học học đạo ha, là hành giả rồi, thì tôi thấy tất cả cái đẹp nó đều là phù du hết. Phù du nghĩa là sao? Thứ nhất là sớm còn tối mắt, rồi thứ hai là gì ta? Thứ hai nữa là đẹp xấu nó chỉ là những cái khái niệm mặc định, những cái ước lệ, những cái giá trị ước lệ, những giá trị mặc định mà nó rất là tương đối, mà nó rất là phù phiếm. Là vì sao? Là vì cái đẹp trong mắt người này nó chưa chắc là nó đẹp trong mắt người kia đó. Chứ còn đối với hoa lan mà các vị đem cái khái niệm sạch và dơ ra đó thì kẹt cái quả nha. Trong khi cái khái niệm đẹp xấu đó mình ứng phải ghi khái niệm đẹp xấu đó, có thể vận dụng mọi nơi mọi lúc. Khái niệm dơ sạch á thì hạn chế hơn nhiều. Không biết ghi có hiểu không ta? Cái khái niệm đẹp xấu có thể vận dụng mọi nơi mọi lúc. Ví dụ như bây giờ tôi thích hoa lan lắm, tôi mê nữ trang lắm, tôi mê quần là áo lụa lắm, rồi tôi thích ăn ngon, rồi tôi thích nữ sắc, tôi thích hot boy. Nói chung là tất cả mọi thứ là cứ cái khái niệm đẹp xấu đó, tôi xài nó rộng. Còn cái khái niệm sạch dơ đó thì cái gì mà nó quẩn quanh trên trong cái cơ thể mình mới cái khái niệm sạch dơ nó mới xài được. Còn cái bên ngoài cái cơ thể này nó rất là khó. Thí dụ tôi mê âm nhạc, tôi mê hội họa, tôi mê kiến trúc, tôi mê gọi là trang trí nội thất, tôi mê đi du lịch, tôi mê xài đồ hiệu, thì tất cả những trường hợp đó là phải khái niệm đẹp xấu chứ còn khái niệm sạch dơ xài không có được nha. Cho nên
Tôi biết khi mà tôi có cái lớp giảng kinh tạng này tôi gieo rắc thù oán không biết là bao nhiêu, bởi vì tôi vạch trần ra nhiều cái chuyện mà gây sốc người khác. Ví dụ như khi tôi vạch trần ra cái chuyện mà bất 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 gì đó, ví dụ như tôi không đồng ý chữ tái sanh mà tôi đề nghị cái chữ tục sinh, đó là nhiều người đã sốc rồi. Mà biết bao nhiêu tai to mặt lớn họ đã mở miệng ra là chữ tái, đó là chữ tái riết à, chữ tái sanh. Mà có bao giờ họ ở không họ nói chữ tái cái mình nghe là chữ tái, chữ lại chữ tào lao nhất trong đạo Phật mình không? Bởi vì cái chữ tái đó nó đồng nghĩa với thân kiến, nó đồng nghĩa với thường kiến. Rồi bây giờ tôi chống luôn cả cái chữ bất tịnh đó, tôi chỉ đề nghị chữ bất mỹ thôi. Là vì sao? Là vì cái khái niệm đẹp xấu nó bao trùm vạn vật mọi nơi mọi lúc. Còn cái khái niệm bất tịnh nó nghèo dữ lắm. Cái gì mà nó đụng chạm đến thân thể của mình và của người của mình thì như là nói chung thân thể của người mình thì mình mới xài qua là như là thức ăn nè, áo quần thì may ra, chứ còn ngoài cái đó ra đó thì cái khái niệm mình dơ sạch nó rất nhiều chỗ xài không có được. Cho nên ở đây đó, mình nói là ly dục là gì, là nhờ là sống bằng cái bất mỹ quán hay hơn là bất tịnh quán nha. Tiếng Pali đã xuất phát nhớ dùm cái này. Thì cái bất mỹ đây là gì? Là một là thể trược, hai là cái này phải ghi luôn, asu phá ở đây là thể trược và tử thi, nhớ nha, nó cả hai cái đó. Có nghĩa là có người cứ mở kinh ra thấy tóc lông móng rồi cái này là dơ đúng, cái đó không phải là sai đâu, gì đó đúng, nhưng mà cái đề mục đó mình hiểu nó là xấu nó hay hơn là dơ. Còn cái nghĩa dơ nó cũng có trong kinh có, nhưng mà cái nghĩa ít ít cái chỗ dùng cái chữ này ở cái nghĩa là sạch dơ, mà cái nghĩa rộng của nó là đẹp xấu. Nhớ dùm cái này nha, có nghĩa là cái cơ thể mình nó chỉ cần một người hoa hậu mà lột cái da của bả ra đó thì nhìn tình hình nó khác đi nhiều lắm. Một ca axit mà đậm đặc á, mà hất vô một phát rồi đó thì từ cổ trở xuống còn nguyên nha, không có bị sứt mẻ, mà chỉ cần cái mặt của bả mà nó biến dạng thôi thì coi như xong nha. Đó mình thấy rõ ràng như vậy đó, đây là cái bất chấp cái đẹp, cái khái niệm đẹp xấu nó quan trọng lắm. Chứ còn khái niệm sạch dơ đó thì tôi nghĩ rằng nó có chỗ dùng được, có chỗ không có dùng được. À, cho nên được gọi là bất mỹ là sao? Là vì tất cả cái gì mà mình cho là ngon, là thơm, là đẹp, là hay ho thì tất cả những cái đó đó khi mà xét lại đó thì nó đều là ở trên cái nền tảng của chữ đẹp ra hết, chứ nó không phải nằm trên nền tảng của chữ sạch nha. Về suy nghĩ kỹ đây coi có phải không, tất cả những cái ngon nè, đẹp nè, hay ho nè, ví dụ như mình thấy là hội họa, kiến trúc, là âm nhạc, là thơ ca, văn chương, điêu khắc, quần lão, lụa nữ trang, phấn son, mỹ phẩm, lập la, toàn bộ đời sống mình là cái đẹp nó chiếm biết nhiêu, còn cái dơ sạch nó nghèo lắm nha. Cho nên thứ nhất ly dục là bằng bất mỹ quan, rồi thứ hai là ly sân bằng cái từ tâm quán, có nghĩa là sao? Chắc ghi giùm tôi là thường biết ghi này, từ là mong cho người khác được an vui, bi là mong cho người ta đừng có đau khổ. Hai cái này làm ơn nhớ dùm định nghĩa này, chứ còn định nghĩa chung 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 tôi sợ lắm nha. Từ là mong cho người ta được an lành, an vui. Còn bi là mong người ta cho người ta đừng có đau khổ thân tâm. Cái ai ghi giùm này không ta? Alo. Từ là mong người khác được an vui, còn bi mong người ta khỏi được. Cái thứ ba, hỷ là vui với nhân lành quả lành của người ta. Hỷ á, từ bi hỷ xả đó, thì cái hỷ đó là vui với cái nhân lành quả lành của người ta, gọi là hỷ. Rồi nhân lành là sao? Nhân lành là thấy người ta làm thiện, thấy người ta tu học, mình không có ganh ghét nha, mà mình vui theo thì nó gọi là vui với nhân lành của người ta. Thấy người ta làm thiện, làm công đức, thấy người ta tu hành, thấy người ta học đạo, nói chung là những cái đó được gọi là nhân lành. Còn cái vui với quả lành là sao ta? Quả lành là thấy người ta đẹp nè, thấy người ta giàu nè, thấy người ta nổi tiếng nè, thấy người ta được nhiều người thương yêu nè, thì mình không có bực bội, thì cái đó gọi là vui với quả lành nha.
Nghe, cho nên cái hỷ ở đây phải hiểu là vui với nhân lành quả lành là vậy đó. Nghe. À, nhưng có nhiều khi mình thấy người ta giàu hơn mình, đẹp mình thấy bực, nhưng mình thấy người ta vô chùa ngồi thiền hầu đỡ mình ghét, cái bà đó mà thiền cái gì, bà đó mà học cái gì, nó vô uống son mình chỗ bà khoe quần khoe áo khoe mông khoe má, chứ còn bà đó mà học cái gì. Ví dụ như vậy mà trường hợp này nhiều lắm, cái việc nhiều lắm. Thấy người ta giàu hơn không ghét, thấy người ta đẹp hơn không ghét, mà thấy người ta đi học thấy làm thiền ghét, thấy người ta bố thí làm thí chủ mình bực đấy. Thì đó cũng không được nha. Cho nên tùy hỷ là vui với nhân lành và quả lành. Nhân lành là thấy người ta tu học làm việc thiện mình cũng vui, vui đó. Còn vui với quả là vui với diện bạc, vui với uy tín tiếng tâm lập la của người ta, nó thì nó gọi là vui quả lành. Còn cái hỷ là sao ta, ế xin lỗi, cái xả xả đây là không để thương ghét ảnh hưởng tâm mình khi nhìn về người khác, đó gọi là xả nha. Xả là nghĩ đến cái nghiệp riêng của mỗi người mà không có để, chắc là tôi ghi quá, bà con ghi ghê quá. Xả là nghĩ đến cái nghiệp riêng mỗi người nha, để thương ghét không ảnh hưởng tâm mình đó. Thương bao nhiêu cũng không bằng thiện nghiệp của người ta, ghét bao nhiêu cũng không bằng ác nghiệp của người ta. Có hiểu không? Có nghĩa là bây giờ đó giờ là mình họ hết thương người này đến ghét người kia, nhưng mà hôm nay thì không, hôm nay mình biết đạo rồi, mình nghĩ là mỗi người có cái nghiệp riêng đó. Mình không để thương ghét, nó vô cái người mình ghét quá mình nghĩ hãy để cho cái ác nghiệp của họ nó xử họ, mình không cần ra tay. Còn mình thương mình lo quá thì nó mình hay nghĩ rằng cái phước của họ nó sẽ lo cho họ, và cái phước của họ nó sẽ lo cho họ. Còn mình ghét họ quá mình nghĩ là cái tội quá khứ của họ nó sẽ xử họ, mình không cần có ra tay, mình không cần có bận tâm. Bởi vì sao? Vì kinh nói ra kinh pháp cú đi, pháp cú nói pháp cú nói à, kẻ thù hại kẻ thù, quan gia đó nó hại quan gia không bằng cái tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Có nghĩa là sao ta, kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Có nghĩa là cái kẻ thù của mình nó ghét mình cỡ nào đi nữa thì nó chém mình một kiếp này là thôi, nếu mình không có bị ác nghiệp. Nếu nha, nếu mình không bị ác nghiệp thì nó cũng chém không được, mà ví dụ mình có ác nghiệp thì nó chém mình được kiếp này kiếp sau thì chắc gì nó gặp lại mình nữa. Nhưng mà đó, cái tâm bất thiện, cái lòng ác của mình á, thì coi như là nó suốt mùa thu nó đi theo mình cho đến bao giờ nó trả đổ hết, hoặc là đến khi nào mình niết bàn viên tịch thì thôi nha. Cho nên mỗi người á, trong cái dòng sanh tử luân hồi thăm thẳm về quá khứ á, thì đều có một núi ác nghiệp và một núi thiện nghiệp. À, cho nên á, khi mình cứ thường xuyên tâm niệm mỗi người đó đều có thể là buồn vui theo cái nghiệp riêng của mình á, thì nhờ vậy chúng ta bớt được nhiều cái sự bận tâm đối với người khác, bận tâm bằng cái lòng ghét hay là bằng cái tình thương. Bởi mình cứ nhớ thế này, trong kinh nói cũng kinh Pháp Cú nữa, kẻ làm nhiều điều thiện đời đời sanh ra được cái quả xưa đón chào như người thân đón mừng người thân, còn cái kẻ ác đó thì đời đời sanh ra với cái quả ác nó trực chờ như kẻ thù, nó chờ đợi kẻ thù. Biết hiểu không ta, có bị hiểu này không?
Có nghĩa là cái người làm thiện đó là họ mới vô bụng mẹ thôi, thì coi như là bao nhiêu cái phước nó ngồi nó canh nó chờ họ, mà chung ra một cái đó là coi như hưởng đã luôn nha. Mà trong khi đó là mình thấy mấy người làm ác đó là nó chưa chào đời là mình đã thấy bao nhiêu cái quả đang canh me nó ở ngoài rồi. À, mà cái chuyện này chuyện có thiệt, à, chuyện chuyện có thiệt nha. Và đây mình cũng là lý do mình thấy luôn đó là đây cũng là lời giải thích chung cho cái trường hợp là tại sao nhà giàu thường ít có con, mà cái thứ nhà nghèo ra vô đụng cái vạt áo chạm cái tay cái là nó đẻ ra can không kịp. Là tại sao? Là bởi lý do rất là đơn giản, cái số người mà đủ phước để hưởng cái giàu sang nó hiếm, nó ít lắm. Nó nhiều lý do, cái người mà duy vật á, cái người mà coi như là thực tế cực đoan á, thì họ nói tại vì giàu quá lo làm ăn cho nên cái sinh lý nó bị trục trặc. Nghe qua đầu đầu óc nó không được bình thường cho nên không còn hứng thú phòng the, cái đó cũng là một cớ. Rồi một cớ nữa là họ nói là tại vì cái sinh hoạt của người giàu cái thường là người đi làm ăn, mà làm ăn thì họ đâu có cái cơ hội để mà họ nghĩ đến chuyện có con. Nhưng mà theo cái tinh thần nhà Phật mình phải hiểu thêm đó là cái người mà đủ phước để làm con đại gia nó vốn dĩ không có nhiều, không có nhiều. Cho nên là ngày mình cả ngày có ông làm ông thầy chùa mình thấy không, đệ tử mà đại gia nó chỉ vô nó chỉ kiếm cần một ít trong đó để nó hộ trì thôi, chứ còn một rừng cũng thầy chùa chứ cũng có mấy ông đại gia họ có quan tâm đến mấy cái rừng đó hay không, không, họ chỉ kiếm mấy nhân vật đặc biệt thôi. Thì đó là mình thấy trong trong đạo đó. Còn riêng cái chuyện mà làm con nó còn 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 thảm nữa, có nghĩa là cái người mà gieo ác nghiệp thì luôn luôn nó nhiều hơn người gieo cái thiện nghiệp. Tại vì sao? Là vì cái khuynh hướng cái tập khí của chúng ta nhiều đời đó, cái ác nó dễ làm lắm, vì do sức hút của dòng sanh tử, nó do cái hấp lực, do cái từ trường, cái hấp dẫn của dòng dòng sanh tử, cái ác nó lúc nào cũng dễ làm á, bởi vì người ta mới sanh tử hoài được nha. Bây giờ rủ đi săn bắn câu cá bài bạc nhậu nhẹt chích hút nghiện ngập gái gú nhảy đầm ca hát nó dễ, còn cái kiểu mà như là học đạo thiền định sống tĩnh tâm ly dục xa bạn ác gần người lành tụng niệm công phu ngày hai bữa là lao dịch chắc tác trên rừng trên núi phục vụ người tu hành, mấy cái chuyện nó nghe nó nổi da gà rồi nha. Mà ba cái chuyện mà trời ơi đó cà chớn đó, thì coi như dễ làm lắm nha. Cho nên đó là mình thấy ở đây là khi mà trong kinh đó mình làm quá nhiều ác nghiệp đời đời sinh ra là lúc nào cái xấu cái quả xấu nó cũng chờ, như là kẻ thù nó chờ sẵn để nó xử mình. Còn cái thiện nghiệp thì cái người làm quá nhiều phước cái đời đời sinh ra là cái ác cái thiện nghiệp đó, cái thiện quả nó chờ mình, như là người thân chờ người thân trở về, nhớ nhau như tình nhân nhớ lúc người xa chưa về. Ok rồi, như vậy thì từ bi quán là vậy đó, khi giảng cái này nó giảng môi luôn luôn giảng cái kia nha. Đó là tâm từ, là mong cho người ta, mong cho người ta gọi là luôn luôn được an lạc an lành. Bi là mong cho người ta đừng có khổ, hỷ là vui với quả lành và nhân lành của người ta, còn xả là không để thương ghét chi phối tâm mình bằng cách nghĩ về nghiệp riêng của mỗi người. Bây giờ mình có hại nó cũng không bằng cái ác của nó xử nó, mà mình có thương nó cách mấy thì cũng không bằng cái phước lành của nó chăm sóc nó. Ok rồi, cái thứ ba đó là gì ta, nãy là ly dục rồi, bây giờ qua tới cái sắc. Lìa lìa gọi là lìa sắc bằng cái thiền vô sắc là sao, cái chỗ này không nói cho bà con khó mà hình dung đây. Là sao ta, chỗ này nó hơi phức tạp đây, tôi muốn nhanh mấy cái chuyện mấy cái chỗ này nè, tôi quay lại cho quý vị một cái nền tảng giáo lý đại khái như thế này. Cái trong dòng sanh tử luân hồi á, trải qua vô số kiếp, lúc có thì mình làm chó làm mèo làm trùng làm dế làm dồi làm bọ, có lúc mình lên mình làm là coi như là ông tiên ông thần ở trên cõi cao sung sướng hưởng lạc hàng tỷ năm ở trên đó, rồi có lúc lọt trở xuống cái hầm cầu nằm nhoi nheo nhóc ở dưới, nhoi nhoi nhóc ở dưới đấy. Thì trong cái dòng chảy sinh tử lúc lên lúc xuống lúc sướng lúc khổ như vậy đó,
Thì có những cái lúc mà chúng ta ở cõi thấp á, chúng ta là chìm sâu ở trong năm năm trần vật chất là gì ta? Người, tôi nói chậm lại, tôi ghi được thì ghi, người ở cõi dục á, thì sống chết buồn vui trong năm trần vật chất. Họ phải quan sát thế giới này qua sáu cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó mới phỉ, mới thỏa. Nhưng mà ở cái tầng cao hơn, ở cái tầng tâm thức cao hơn, là có những chúng sinh họ thấy rằng á, cái chỗ này phải ghi nhớ, tôi nói thì chậm nè. Ở một cái tầng tâm thức cao hơn, có những chúng sanh họ thấy rằng ấy, càng biết đến thế giới này qua càng nhiều giác quan. Cái này tôi phải ghi này. Càng biết cái thế giới này qua càng nhiều giác quan ấy, thì khổ lụy càng nhiều. Rồi cái gì nữa? Cái này cho tôi ghi câu này hơi đời mà không thể không ghi. Yêu nhau bằng cả sáu căn luôn khổ hơn bằng một hai căn mà thôi. Hiểu không ta? Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ hiểu chưa? Có hiểu cái câu này chưa? Cái câu thứ nhất để hiểu là câu thứ hai hiểu. Càng, trời đất ơi, mình viết chữ càng mà nó đành lòng nó để chữ cát mới ghê chứ. Càng biết cái ghế này qua càng nhiều giác quan thì khổ lụy càng nhiều. Yêu nhau bằng cả sáu căn thì luôn khổ hơn bằng một hai căn, có phải vậy không ta? Bây giờ tôi ví dụ nha. Bây giờ mình dạ hiểu rồi. Bây giờ là mình thấy bên nhà hàng xóm có cái món đồ đấy hay quá. Trời ơi, cái ông có cái chậu kiểng, có cái giò lan đã quá rồi. Rồi thôi, cái đó là stop. Stop nha, không thêm nữa là nó không có khổ. Còn nếu mà mình muốn chạm tay vô đó thì sao ta? Mình phải trèo tường khoét vách, mình leo vô một cái việc tưởng tượng đi. Nếu mà đột nhập bằng cái kiểu mà hắc đạo thì khỏi nói rồi. Còn bây giờ mình kiểu đường đường chính chính là mình phải lân la làm quen, rồi phải lắp la, rồi cuối cùng mình để chạm tay được vô cái chậu kiện đó đó thì nó cực dữ lắm nha. Trong khi đó là mình chỉ việc mình chỉ nhìn nó là xong rồi, quý vị chỉ nhìn ông nó có chậu kiện đẹp quá, có giò lan đẹp quá là xong. Nhà ông ấy có hai đứa con gái đẹp quá, dễ thương quá, thoáng qua đầu ngõ rồi là xong, không có khổ. Còn đằng này chỉ vì cái gương mặt ấy mà mình cõng luôn mấy chục ký còn lại để về mà mình khổ một đời. Thì như vậy đó là cái giá phải trả cho những người gọi là thưởng thức năm trần bằng bằng gì ta? Bằng cả sáu giác quan nha, nhớ cái đó nha. Cho nên đây là cái lý do tại sao mà chúng sanh ở một cái tầng tâm thức cao hơn là bắt đầu quải, ta thấy là thôi cái thế giới này hình mình cọ xát cái đó mà bằng càng nhiều cái giác quan ngày nào thì nó càng khổ luyện gì đó, cho nên họ bèn bèn sao ta, bèn buông năm dục đi, bắt đầu họ mới chuyên tâm thiền định bằng các cái đề mục, ví dụ như là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, họ cứ tập trung vô như một thứ một ánh sáng 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 sáng, rồi hư không khe hở, hoặc là đất 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 nước 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 xanh 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 vàng 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 vàng. Đó, họ cái tập trung cái tư tưởng như đó rồi họ đắc thiền, họ về trời họ sống, về cái cõi phạm thiên họ sống đó. Nhưng mà không có tầng tâm thức cao hơn nữa thì có những vị phạm thiên nó họ nhìn nó thấy cái chuyện mà còn phải lệ lệ thuộc vào tí ti vật chất là còn tí ti hệ lụy, bởi vì họ chán quá rồi. Ngày xưa đó họ mê đắm trong năm dục, rồi họ lìa năm dục cái họ mới lên trên cái tầng thiền định này nè. Tuy là bây giờ hết dục nhưng mà nó cũng còn gọi là cái dấu vết tí ti, đó là gì? Còn là con mắt, còn là cái lỗ tai. Thì theo giải thích trong kinh, tôi rất là tâm đắc trong kinh nói thế này: cái dục giới nó đã rất là sạch sẽ rồi nhưng mà tại sao có những người chán nó, là bởi vì sao? Là bởi vì trong cái suy nghĩ của họ đó,
cái dục thế giới của năm dục nó quá là ghê tởm, nó quá tầm thường, nó quá thấp kém, nó quá bậy bạ, nó quá tào lao, cho nên họ thấy rằng cái này nó cũng chưa có xa dục bao nhiêu hết. À, nó giống như là một cái muỗng mà mình làm rớt nó xuống cái bồn cầu rồi đó, mình mới vớt mình lụm nó lên mình rửa thì đúng rồi, cái muỗng mà rửa rồi đã rửa bằng xà bông rồi ngâm nước sôi thì phải nói nó là cái muỗng nó đâu có còn dấu vết gì của cái bồn cầu nữa quý vị. Nhưng mà tại vì mình là cái người kỹ tính, mình là cái người sạch sẽ cực đoan, mình là người gọi là vệ sinh quá khích nha, cho nên nó là mình thấy hình như là cái muỗng này từ đây về sau có lẽ dùng vào cái chuyện gì đó, chứ còn mà dùng cho cái chuyện mà ăn uống cái bộ thì ớn quá đi, bởi vì nó đã ít nhiều nó có một cái quá khứ, nó có một cái tiền sử là thiếu vệ sinh, biết đâu mới nghe kể không ta. Họ thấy nó còn có một chút gì đó nó hơi dính líu với cái bồn cầu, hoặc là cái căn một dãy phòng dài thế này mà có cái phòng nào mà gần cái toilet nhất á, thì mình cũng hơi nhận nhận đấy, hơi nhận nhận, bởi vì nhất là mình vô trong mấy restaurant ở Âu Mỹ nó có những cái nhà trong có những nhà hàng họ tận dụng không gian đó, họ làm luôn cái bàn ăn kế bên cái cửa toilet luôn nha. Mà ở bên Âu Mỹ này nó cái toilet đó, họ họ dùng một cái loại xà bông mà kỳ cọ mà nặng mùi nó nặng lắm, bởi nó đánh bạc cái mùi khai mùi hôi mà, cho nên họ xài cái loại mà cái hóa chất mà rửa cầu xịt phòng rất là mạnh. Cho nên những cái bàn mà nó nằm gần ở cái cửa toilet á, ngồi nó ăn nó mà nghe cái mùi trong đó nó nồng nặc ra, thứ nhất là mình thấy đang thêm ví dụ mà nghe cái mùi đó nữa, cái mùi hóa chất đó mình càng nuốt không vô. Thì có những chúng sinh ở đời này cũng vậy, tuy họ đã lìa dục họ đắc thiền sắc, nhưng mà họ thấy hình như cái thiền sắc giới này nó cứ giống hệt như là cái bàn ăn mà kế bên cửa toilet vậy đó. Cái bàn ăn nó không phải là cái toilet nhưng mà nó quá gần với cái toilet, thế là họ bèn chán cái phòng ăn đó, chán luôn cái thiền sắc giới đấy. Họ hướng đến cái cảnh giới vô sắc, họ chỉ mong là bây giờ chỉ cần có cái tâm thôi ta, chứ còn có cái thân nó còn ngán ngán quá, có cái thân là có cái màn hào quang ít hào quang nhiều, rồi còn có xấu còn có đẹp còn có lớn còn có bé nha. Còn mà bây giờ vì sao, là vì 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 những cái vị phạm thiên mà sắc giới mà khi họ muốn đắc lên thiền vô sắc đó là họ phải chán trước, họ phải chán thiệt là chán tất cả những gì thuộc về sắc, họ phải nhìn xuống những tầng thiền họ đã đắc, họ nhìn xa hơn bên dưới những cái cõi phạm thiên, họ nhìn nói chung là ở thế giới vật chất sao mà nó là một 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 mình làm kêu một lũ thì dã man, mà hình như là một lũ là đúng hơn, nó coi như nó là một loại đó. À, có điều thằng tế thằng thô, nhưng mà nó là một một vuột, nó là một family, nó là một 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 nhóm, một chùm, nó là một đám, một lũ, cho nên họ ngán nó, thế là họ mới hướng tâm lên đến tầng thiền vô sắc đó. Rồi đến cái tầng tâm thức cao hơn nữa, tầng tâm thức cuối cùng thì sao ta, họ thấy rằng á là hễ còn có tái sinh thì còn có luân hồi. À, cái tầng cuối cùng này là ai? Đó là những người mà đã được nghe Phật pháp. À, họ thấy là bây giờ mà cũng bị đọa xuống 18 tầng địa ngục thì cũng sẽ có một ngày trồi lên, mà có đi lên cõi phi tưởng phi phi tưởng thì cũng có một ngày nó rớt trở xuống. À, một cái vị phạm thiên mà hễ chưa đắc thánh, tôi nói chậm lên nha, một phạm thiên mà hễ chưa đắc thánh thì cái khả năng mà sanh làm con dồi nó hoàn toàn còn nguyên vẹn đó, không mẻ đi một gram nào hết. Và một con dồi ở trong hầm cầu á, cái khả năng mà mai này nó trở về phạm thiên, nó cái khả năng nó còn nguyên vẹn đó, nó không mất đi đâu hết, chỉ cần nó hội đủ bốn cái điều kiện sau đây thì nó bèn trở về cổ quận. Đây, bốn điều kiện là gì ta? Một là trụ sự thích hợp. À, người mình gần gũi rồi gì nữa ta, điều mình học hỏi được rồi có gì nữa ta, mình sống và hành động ra sao. Đây bốn cái này nè,
nó cộng lại đó thì nó khiến cho một cái vị Phạm Thiên ở trên cõi cao nhất hoàn toàn có thể rớt xuống nha, rớt xuống cõi thấp nhất, mà một chúng sanh ở cõi thấp nhất hoàn toàn có thể trồi lên khi nào mà chỉ cần nó hết cái nghiệp làm dồi nó trở lên đây, mà nó trở lên nếu mà cái trú xứ của nó là gì, là trú xứ bỏ mình học rồi ở ở xứ trú xứ Trung Quốc á, tức là nếu mà con dồi nó sanh lên thân người mà nó được ở cái chỗ mà gặp gỡ tứ chúng, gặp gỡ tam bảo là thấy ok. Rồi thứ hai là nó gặp gỡ được tứ chúng, gặp gỡ được tăng ni. Thứ ba nó học được cái điều lành lẽ phải. Thứ tư là nếu mà nó hành trì được một chút ít công đức thì nó sẽ đi lên. Còn một vị Phạm Thiên ở trên sanh xuống mà lọt vô cái trú xứ là gì ta, xứ Hồi giáo, ở gần ai ta, ở gần người Hồi giáo, học được cái gì ta, kinh Koran, sống sao ta, sống theo luật Sharia, thí dụ như vậy nha, thì coi như là nó đi là thăm thẳm luôn nha. Cho nên đây chính là cái người mà họ thấy cái này họ ngán, cái tầng tâm thức cuối cùng là họ chán luôn cái chuyện mà vô sắc luôn. Cái tầng thứ nhất là chán dục, cái tầng thứ hai là chán sắc, cái tầng thứ ba là chán luôn cái vô sắc, để mà hành đạo. Cho nên là hành thì có ba là thiện hành, tức là cái pháp đưa cái pháp bất thiện đưa mình xuống. À, xin lỗi, cái ác hành đó là những cái hành động tức là tam nghiệp bất thiện ấy. Mình xuống là ác hành, thiện hành tức là tam nghiệp thiện đưa mình lên, nhưng mà cái giải thoát hành á, tức là cái hành trì của người tứ niệm xứ đưa mình ra ngoài khỏi cái vòng kiềm tỏa nha, của thiện ác nha. Rồi tới cái thứ thứ mấy quên rồi ta, tới cái thứ năm hả, cái thứ năm đó là gì ta, là lìa thân kiến mà bằng bằng thánh trí. Ở đây có nghĩa là đó, đây là nói năm nay nói còn nói theo y trong chú giải đó thì sao ta, thì là cái vị mà đã đắc quả rồi á, họ mới mới nhập quả định á, để mà họ nhìn lại họ thấy rằng nhập quả định rồi xuất ra nhìn lại thân tâm danh sắc này thấy gì cũng là không. Rồi cái định nghĩa hai, là sao ta, định nghĩa hai là tu niệm xứ để lìa bỏ mọi danh sắc đó, đó là nghĩa hai. Thì cái ở đây thì cái định nghĩa một đó là nhập cái nghĩa một ở đây nó có nghĩa là nhập quả định rồi xuất ra nhìn lại, có nghĩa là đây là năm cái pháp, năm cái pháp mà khó chứng đắc đó. Một là gì ta, một là ly dục nhờ tu bất mỹ quán, hai là ly sắc nhờ tu tâm thượng phi quán, thứ ba là tu bất hại nhờ tu bi tâm quán, thứ tư là lìa sắc tử bằng vô sắc thiền, và thứ năm là lìa thân kiến định trí. Rồi ok, rồi tiếp theo là cái gì ta, tiếp theo là năm pháp cần được sanh khởi. Cái này thì không cần giải thích nhiều, bởi vì nếu mà tôi giải thích cái này mà y như ngài Sẽ Lại Phát hiểu thì hôm nay tôi đã không còn ngồi đây. Đó là năm pháp cần thắng tri, để chỉ nói vắn tắt thôi. Đây là năm trí của vị La Hán khi chứng đạo và nhìn lại quả chứng của mình, chỉ vậy thôi nha. Đã chỉ vậy thôi, chứ còn mà giải thích thêm nữa thì nó có hai cái. Thứ nhất là tôi là phàm, thứ hai nữa mà tôi giải thích ai tin,
Mà thứ ba nữa đó, tôi biết cái gì mà tôi giải thích, mà thí dụ như tôi có giải thích thì ai tin thì tôi còn phàm. Mà cái thứ tư nữa là giải thích để được cái gì, bởi vì đây là cảnh giới của một vị la hán mà không mắc mớ gì mình hết trơn á nha. Đây là năm cái trí mà vị a la hán khi mà đắc và khi mà nhìn lại đó thì thấy rằng cái quả chứng của mình đó, cái quả chứng mình nó có những cái đặc tính như thế này nè. Đây là cái loại định mà đưa đến hiện tại lạc và quả tương lai là sao. Vị đấy không còn tái sanh nữa, nhưng mà vị này biết rằng nếu mà mình không có niết bàn thì cái định này nè có thể là đem lại lạc quả tương lai. Sẵn đây tôi nói luôn, vị la hán không còn thiện ác nữa, nhưng những chuyện mà vị ấy làm á là toàn là việc thiện. Mà thiện là gì? Thiện là những việc mà có thể đem lại cái quả lành ngay đời này và kiếp sau. Đời này là sao? Đời này nghĩa là bản thân cái người làm thiện á là được an lạc. Còn cái quả thiện á thì có thể nếu mà cái nghiệp mạnh nó trổ ngay bây giờ, còn không nó trổ cho kiếp sau. Còn vị la hán thì tuy ngày cái tâm ngày không còn thiện ác, nhưng mà việc ngày làm toàn việc thiện, mà việc thiện là việc thiện di tác, không có cho quả nha, nhớ cái đó. Mà tại sao như vậy? Tại sao như vậy là bởi vì tôi đã giải thích 100.000 lần rồi. Một người mà hiểu tinh tường thấu đáo triệt để về bốn đế, biết rõ mọi thứ ở đời là khổ, đam mê cái gì cũng là đam mê trong khổ, thì vị đó còn thiết tha gì cái chuyện về trời hay là xuống địa ngục. Bởi vì xuống địa ngục là khổ đã đành, mà về trời lại cũng là khổ, mà khổ theo cách khác. Nước mắt là khổ, mà nụ cười đó lại cũng là một kiểu khổ nha. Cho nên ở trong Tăng Chi mới có cái câu này nè: trong cái nhìn của Bậc Thánh, nhảy múa là điên loạn, tiếng cười là tiếng khóc. Tôi tiếc là tôi quên mất tiêu cái bài kinh nào rồi, nhưng mà tôi hứa là có anh trong Tăng Chi có cái câu đó. Trong cái giáo pháp Bậc Thánh, trong cái nhìn của thánh nhân, cái nhìn của người liễu đạo ấy, thì tiếng cười nó chính là tiếng khóc, và nhảy múa nó chính là điên loạn nha. Cho nên á là một người mà hiểu như vậy thì cái người đó không còn có một cái chi hứng thú ở trong cái việc lành hay là việc ác nữa. Bởi vì cái làm thiện mà bằng cái tâm lành, tại người không có học A Di Đàm thì cứ nghe vậy mà cứ hoang mang, ủa tại sao kỳ ta, tại sao làm thiện mà không bằng tâm lành? Xin thưa, cái này có học A Di Đàm mới hiểu. Cái tâm lành là cái tâm tốt đẹp của một người mà còn vô minh trong bốn đế. Tâm thiện là cái tâm tốt của cái người còn vô minh trong bốn đế. Cảm hứng nghệ thuật của một người không biết mình đang bị ung thư kỳ cuối. Các vị nghe kịp không? Như cảm hứng nghệ thuật của một người không biết mình đang bị ung thư kỳ cuối, có nghĩa là tiếp tục chơi nhạc, tiếp tục vẽ tranh, tiếp tục là trồng lan trồng kiểng, rồi tiếp tục du lịch mà hoàn toàn không biết gì hết đó. Nhưng mà chỉ cần người này biết rõ thì những cái cảm giác nó không còn nữa, mà người này có thể vẫn còn tứ lan, còn nha, còn còn tứ lan đó. Giờ lỡ chơi, giờ tiếp tục chơi kiển, tiếp tục chơi nha, chơi liệt kiển, chơi lan, rồi con cháu người nhà rủ đi du lịch thì cũng ráng đi, nhưng mà cái gì biết cái lòng nó đã tan nát rồi. Hôm trước mà khi mà tôi được báo là tôi bị tiểu đường tiếp mò tiếp hai đó nha, nghe nói mình dính tiểu đường tiếp hai là bắt đầu là coi như tôi xuống dưới bếp mà tôi nhìn cái lon sữa đặc á, thường uống cà phê mình sữa đặc, tôi nhìn cái lon đó là tự nhiên tôi thấy nó cả gọi là nghìn trùng xa cách, có nghĩa là từ nay không còn thấy nhau trong đời nha. Vì sao? Vì ngày mai là mới có tiếp hai thôi đó nha, chữa được nha, mà nhìn nó là thấy nghìn trùng xa cách, nó coi như nó là bến bờ viễn xứ rồi nha.
À, mà nói gì là cancer cho nó vị la hán đó, khi mà ngài nhìn cuộc đời này ngài nhìn nó bằng cách tâm trạng nó gần giống như cái người mà họ nhìn cái nhà mà nó sắp bị nổ á, cái nhà mà đã bị cày đặt bom cày giờ rồi, ngày ngày cứ liếc cái đồng hồ ngày biết nó còn 17 phút 3 giây nữa là nó nổ, thì thử hỏi vậy chứ ngày còn thiết tha gì cái chuyện mà trở vô cái ngồi ở nhà nó mà chơi cái bản sonat 14 10 hả, còn cái bụng dạ nào vô con vô nhạc vô phòng nó mà còn chơi một bản hòa tấu, chơi một bản là cổ điển nữa. Nhưng mà mình thì mình là một đứa bé không biết gì hết nha, cho nên còn chơi ta cứ chơi, ta còn chơi mãi là cứ vậy nha. Cho nên đây là cái định nghĩa về cái cảm giác của một vị thánh. Rồi tiếp theo đó là năm cái pháp cần được thắng tri, có nghĩa là sao ta, bây giờ mình còn nửa giờ đồng hồ nữa, ok, năm pháp ai post lên giùm ta, năm pháp cần được thắng tri lần sau ta. Alo, năm pháp cần được thắng tri, các vị còn nghe nữa hay không hay là các vị đã buồn ngủ rồi? Alo, các vị có biết không, Âu Mỹ người ta một buổi giảng, người ta chỉ một buổi học ở trường người ta chỉ có 1 tiếng rưỡi thôi, còn mình là mình tới là 2 tiếng là mình đã overtime rồi nha. Ok rồi, cái trường hợp thứ nhất là sao ta, trường hợp thứ nhất là tỷ kheo rồi cái gì nữa, khoan khoan bỏ chữ tỷ kheo đi, tỷ kheo là hiểu lầm, là tưởng là mình tỷ kheo tu rồi. Hạng thứ nhất là hành giả do nghe mà hành trì rồi chứng thánh. Thứ hai, số hai là gì ta? Thứ hai là suy niệm đều đã được nghe rồi hành trì và chứng thánh. Cái số 3 là gì ta? Nhờ tụng đọc rồi theo đó mà hành trì rồi chứng thánh. Giờ cái số 4 là gì ta? Số 4 là nhờ chiêm nghiệm tiêu hóa mà chứng thánh. À, mình chứng thánh. Rồi cái số 5 là gì ta? Nhờ chỉ quán song tu mà chứng thánh. Đó là 5 điều nha. Ok rồi, thế nào là cái này chắc không cần giải thích nha. À, không cần giải thích. Do nghe mà hành trì rồi chứng thánh, suy niệm điều đã được nghe rồi hành trì rồi chứng thánh, rồi cái nhờ tụng đọc, rồi cái điều thứ tư là nhờ chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm mới nghe, cái thứ tư là nó khác cái thứ hai chỗ nào? Cái thứ hai là ôm chặt cái kiến thức mà mình đã học, ôn bài, cái thứ hai là ôn bài rồi chứng, còn cái thứ tư là chiêm nghiệm cái điều tâm đắc nào đó rồi chứng. Hai cái này khác nhau. Cái số hai là ôn bài, cho phải ghi qua, phải ghi qua. Số 2, nhờ ôn bài mà chứng. Cái số 5 á, số 4 á, là nhờ lưu tâm điều tâm đắc nào đó rồi chứng. Biết ghi, biết có hiểu không ta, hai cái khác nhau. Cái thứ hai là nhờ ông bài, còn cái thứ tư là nhờ lưu tâm mới điều tâm đắc rồi đó. Rồi
Đại khái như vậy, đây là năm cái kiểu, năm cái gọi là năm cái đó, cần thắng tri đó, thắng tri là cần biết rõ năm cái kiểu tu như vậy đó nha. Rồi số tiếp theo là năm pháp cần được tác chứng đó. Thế nào là năm pháp cần được tác chứng? Đó là về boss lên giùm, boss xong rồi đó, giải thích nha. Cái này rồi tới đây là rồi giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn, rồi giải thoát tri kiến quẩn rồi nha. Giới quẩn là gì, tại sao gọi là quẩn? Quẩn từ cái chữ tiếng Phạn gọi là khanh đà hát, khanh đà hát có nghĩa là cái sự quân tập, cái sự quân tập hay là cái sự tổng hợp hay là cái sự tập đại thành. Đây là cái từ mới của Trung Quốc và Việt Nam mình đang xài này, cái quẩn á, cái tiếng Khanh Thắng là sự quân tập đóng khối nhớ nha. Thì ở đây đó mình nhớ đó là theo trong kinh điển mình nó là có hai loại quẩn, một cái là ngũ quẩn sắc, sắc thanh và quẩn pháp thanh. Mọi thứ ở đời đều là những tổng hợp của nhiều thành tố đó, cho nên nó mới có câu, có câu này: Đề Bú Đề mấy cái gạch nối nó nằm ở đâu đây này chứ. Thì có nghĩa con này tức là the Buddha is made of non-Buddha materials, tức là Đức Phật được tạo nên bởi những chất liệu không phải Phật. Câu này là toàn bộ, cái câu này là toàn bộ tinh hoa của Phật pháp nằm ở trong cái câu này nha. Và cái căn nhà nó được tạo nên bởi những thứ vật liệu mà không phải căn nhà. Thí dụ như cái rùi mè kèo cột, mái ngói rồi gạch đó, rồi khung sắt xi măng lập 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 la, từng thứ này nó không phải là cái nhà nhưng mà gom lại thì nó thành ra một cái thứ mà ta gọi là nhà nha. Ở đây cũng vậy. Ở đây gọi là quẩn là sao? Quẩn có nghĩa là những gì mà nó được tập hợp lại, nó được tổng hợp lại bằng những thứ vốn không phải là nó. Khi mà gom hết những thứ không phải là nó làm nên một khối được gọi là nó. Ví dụ như cái bàn, nó được ghép lại bởi những thứ không phải là bàn. Biết nghe trong rung là nghe kiểu này không ta? Cái bàn nó được ráp lại bởi những thứ không phải là bàn. Một cái người mà họ cho mình là quan trọng, vậy họ nghĩ có một cái tôi cái ta, nhưng mà thật ra đó để tạo nên một cái tôi thì nó là một tụ tổng hợp của những thứ tào lao, không có gì là tôi hết á. Nhưng mà gom hết một đống tào lao đó lại thì mình mới có một cái tôi, đó là Nguyễn Văn Nga, Trần Văn B nha. Cho nên cái tôi đang nói sao cái quẩn này vậy đó. Quẩn này nghĩa cái chữ, nghĩa này, cái chữ này ở đây có nghĩa rất là triết học, rất là minh triết, có nghĩa là mọi thứ ở đời này á nó đều là tổng hợp của vô số thứ khác. Ví dụ như nó là năm quẩn đi thì gọi là sắc quẩn trước đi. Sắc quẩn nó là chỗ tập hợp của bốn đại và 24 thứ sắc từ bốn đại mà ra. Năm quẩn đó. Còn thọ quẩn là chỗ gặp gỡ của năm thọ, ba thọ, sáu thọ và hai thọ đó. Còn tưởng quẩn là gì? Tưởng quẩn là cái chỗ gặp mặt của ít nhất là sáu tưởng, ít nhất đó nha, ít nhất là sáu tưởng. Đó là sắc tưởng, thanh tưởng, khí tưởng. Mà tại sao gọi là ít nhất?
Là bởi vì tưởng tượng trên đời này có bao nhiêu sự vật thì là bấy nhiêu cái tưởng nha, nhưng mà nói gọn là còn cái sáu thôi. Có nghĩa là ví dụ như mình gọi đó là cái ly, cái tô, cái chén, toàn bộ những cái đó được, những cái gì mà mình biết đến bằng con mắt á, thì cái đó được gọi là sắc tưởng. Tất cả những cái gì thuộc về âm thanh đó thì gọi là thanh tưởng. Ví dụ như tại sao mình biết đó là tiếng miên chứ không phải tiếng tàu, ví dụ như vậy đó là thanh tưởng. Rồi hành quẩn là khỏi nói rồi, hành quẩn thì coi như bao nhiêu cái thứ thiên hình vạn trạng đã làm nên cái thế giới này. À, ví dụ như có thiên đường, có địa ngục, có nam, có nữ, có đẹp, có xấu, có trí, có ngu, có hiền, có ác. Đấy, thì tất cả những cái đa dạng của cuộc sống này nó được tạo ra bởi cái hành quẩn. Hành quẩn nó phức tạp cho nên nó mới tạo ra toàn là một cái thứ đa, bao nhiêu thứ đa đoan trong cuộc đời. Còn thức quẩn là gì? Thức quẩn tối thiểu nó đơn giản nhất cũng là cái biết của sáu thức. Cho nên nó năm quẩn sắc thanh gọi là năm quẩn, nghĩa quẩn nghĩa là đóng khối nhóm, là chỗ tổng hợp, là chỗ tụ hội của nhiều thành tố rời rạc nhau nha. Rồi bây giờ nói tới ngũ quẩn pháp thân là gì ta? Thứ nhất là giới quẩn. Là sao? Giới quẩn không có một cái gì trên đời này gọi là giới hết, mà nó là sự tổng hợp của rất là nhiều thứ. Thí dụ như giới quẩn gồm bốn quẩn, gồm bốn phần sau đây. Sau đây hết à? Sau đây đó là giới bổn, hai hai bảy điều. Rồi thứ hai nữa là thu túc lục căn. Rồi thứ ba nữa là quán tưởng thọ dụng, quán tưởng thọ dụng. Giới bổn rồi nuôi mạng thanh tịnh. Tổng cộng gọi là giới quẩn gồm có bốn điều. Cái điều thứ nhất là gì? Là 227 điều cũng gọi là giới. Thứ hai là một vị tỳ kheo mà muốn giữ 227 giới này mà không muốn thu túc lục căn là không có được. Mà chỉ biết thu túc lục căn mà không có biết gì đến 227 giới cũng không được. Rồi tiếp theo nó là dù không có phạm 227 nhưng mà khi mà thọ dụng tứ vận dụng mà không có quán tưởng cũng không được. Quán tưởng là gì ta? Quán tưởng là khi vị đó đắp cái y lên, vị nó niệm như thế này: lá y này không phải là dơ, nhưng khi chạm vào thân này lúc nào nó sẽ cũng sẽ trở nên dơ lúc ấy. Nghe, lá y này không phải là chúng sinh, lá y này nó chỉ là bốn đại chạm vào thân bốn đại này mà thôi. Để dùng bốn đại 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 này nó đắp lên bốn đại kia để tránh cái sự xáo trộn của bốn đại thiên nhiên. Có nghĩa là nhờ cái ý niệm giúp cho mình không bị nóng, không bị lạnh nha. Thức ăn cũng vậy, vì nó quán tưởng sao ta, quán tưởng thức ăn này không phải là dơ, nhưng mà khi nó chạm vào cơ thể này lúc nào thì nó sẽ là dơ lúc ấy. Hoặc là ta ăn đây để mình duy trì cái đời phẩm hạnh, chứ không phải ăn để cho mập béo, mập người béo tốt, hoặc là để mà cho da dẻ hồng hào, mà ăn này để nuôi dưỡng đời sống, tiếp tục tu hành. Thuốc men cũng vậy, ta uống thuốc đây để chi? Để giúp đỡ cho thân này đừng có bị đau đớn nữa, để có thể có cái sức hành phẩm hạnh. Rồi trú xứ cũng vậy, dầu đây là gốc cây hay là đây là cái chòi như cái chuồng heo, hoặc là cái hang đá, hoặc là một cái căn phòng tiện nghi, thì tất cả nó chỉ là cái chỗ để mình qua đêm mà thôi nha. Đó, gồm bốn cái này lại gọi là thí dụ như trong đây nói là điều một á thanh tịnh nhờ nhờ niềm tin. Rồi cái điều hai đó thanh tịnh nhờ chánh niệm. Điều ba đó là thanh tịnh nhờ trí tuệ.
Điều bốn á, thanh tịnh nhờ. Điều bốn thanh tịnh nhờ sức tinh tinh tấn. Nghe kiểu chúng ta alo, bốn này được gọi là bốn, gọi là bốn giới quẩn nha. Điều một là gì ta? Điều một tức là 227 đó, thanh tịnh nhờ niềm tin. À, rồi cái điều hai đó là thu thúc lục căn á, là nó thanh tịnh là nhờ chánh niệm. Rồi thứ ba đó là quán tưởng thọ dụng á, là nó thanh tịnh là nhờ trí tuệ. Và cái thứ tư á, là nuôi mạng chân chánh á, thì nó thanh tịnh là nhờ nhờ tinh tấn. Nắng gió mưa sương cỡ nào cũng phải là đầu đầu trần chân đất. À, mình bác đi mưa tầm mưa tả, đi cả cây số, hai cây số, ba cây số về nó luyện cho một một trái dừa là coi như bữa đó nhịn. Gần Tết à, thấy nó quần là áo lụa quái quá, ôm bác đi nó quất cho trái dưa hấu về cũng le lưỡi, tất cả phải chịu hết nha. Đó là còn có một cái ông sư mà ở ở Vũng Tàu giờ tịch rồi, thì nó sư ở đó mấy năm trời đi bác mà đi riết mà nó mòn cái mặt luôn, là sư cũng nhột cho nó, trời ơi nó nghèo quá mà bữa nào cũng ôm bác vậy được. Ai mà vô duyên quá. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Alo. Dạ rồi. Thì ông sư đó cuối cùng ổng mới hết chỗ đi, ổng mới ôm bác đi vô trong cái sấm đạo ổng đi. Ổng nghĩ kệ nó, mình vô đây là coi như là gieo duyên cho, gọi là gì? Giữa chúa với chùa. Ừ. Gieo duyên giữa chúa với chùa. Các vị nghe kịp không? Ai ngờ vô đó cái tụi giáo dân nó ghét ổng quá đi, nó tưởng ổng ăn chay. Cái nó mới đem nguyên một cái rổ cùng ngày Vũng Tàu thì nhà nhà người người ai cũng có khô khô cá đó, nó ghét đem nguyên một cái rổ khô nó hất vô bát ổng, mà ai ngờ nó để nhầm ngay cái ông sư. Cái bị chờ cho một chút, alo các vị còn nghe không? À, rồi rồi đó, thì nó để ông nguyên một cái rổ khô cá khô mà đâu có ngờ cái ông nó lộng năm tông. Ông mừng mừng quá thì mừng luôn. À, nó mừng quá thì mừng. Rồi cũng có một ông khác đi bác rồi gặp Phật tử năm tông, nó để cho nửa con gà, thì thôi người ta đi người ta thấy nửa con cái đi về đi, không ông ơi cũng đi luôn, ông bác đi nữa. Thì gặp cái bà bắt ông, ông mới bà kêu trời, mới trời nó coi ai mà đi để con nửa con gà cho bác ông thầy ác quá. Bà mới lấy nửa con ra rồi mới để nguyên bó tổ hũ vô đó. Đây này khá là cái được cuộc đời mà khổ hạnh nó đủ thứ chuyện hết trơn, nhưng mà mình phải ráng lại, mình phải ráng để mà cho nó gọi là nó chu toàn, chu toàn cái hạnh tu mà có như gian nan. Và nó nói dạng sự khởi đầu nan là vậy đó, bắt đầu nó khó rồi nó quen rồi, đó là giới quẩn. Còn định quẩn là gì? Định quẩn các vị biết rồi, định thì có, định thì có ba. À, cái này khỏi kể mệt quá rồi. Rồi gì nữa? Muốn đắc sơ thiền thì phải bỏ năm mà có năm. Rồi gì nữa ta? Rồi muốn đắc các cái tầng cao hơn thì chi thiền phải giảm dần. Rồi gì nữa ta? Là giảm dần và có nhàm chán tầng thiền cũ mới lên được tầng cao hơn. Đây là những cái mà làm nên gọi là định học nha. Đó, nhớ đó nha. Định học nó mình tại sao gọi là lự ơ gọi là định quẩn, tại sao quẩn? Bởi vì nó là một đống, nó sao mà không gọi là quẩn được. Có nghĩa là muốn thứ hết là định có ba, là sát na định, là khả năng tập trung trong từng từng khoảnh khắc. Rồi kiên cố định là khả năng đắc từ sơ trên sơ thiền đến phi tưởng phi tưởng. Rồi cảnh định là cái khả năng mà của người sắp đắc thiền, đó là ba là định.
Rồi bây giờ bắt đầu mới vô cái sơ thiền là gì? Muốn đắc sơ thiền là phải có năm mà mất năm, có năm đây có nghĩa là được năm chư thiền tính tấn niệm định tuệ, ấy lộn lộn tầm tứ hỷ lạc định. Rồi phải bỏ năm cái là gì ta? Là dục triền, sân triền, hôn thụy, trạo hối và hoài nghi. Rồi sao nữa? Rồi muốn đắc cái tầng cao hơn thì phải chán cái tầng cũ, và càng lên cao thì chi thiền giảm giảm dần. Cho nên là đó, được gọi là định quẩn là bởi vì nó phải gom hết bao nhiêu vấn đề này lại nó mới được gọi là định nha. Nên gọi là định. Rồi tuệ quẩn là sao? Tuệ quẩn là bốn niệm xứ với tất cả vấn đề liên quan như những gì ta, như tuệ dựa trên định, và niệm để gì ta, để ghi nhận bốn đế 12 xứ, rồi cái gì nữa, năm uẩn, rồi cái gì nữa, thất giác chi, rồi bát chánh đạo đó. Thấy ngán chưa? Thì gom một đống này lại nha, gom một đống này lại, rồi các thiền tuệ trước khi chứng đạo kể rõ là vậy. Nhưng nên hiểu ngầm thiền tuệ chỉ là các khía cạnh nhận thức của tâm thức tuệ quán. Không biết ghi gì hiểu không ta? Kể rõ là vậy, tức là các thiền tuệ, kể có cái nhắc với các thiền tuệ nữa, nhưng mà khi hiểu ngầm á, thì thiền tuệ chỉ là các khía cạnh nhận thức của tâm thức tuệ quán. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà hành giả sống bằng chánh niệm buổi đầu á thì chỉ là làm gì biết nấy, lâu ngày á thì tự nhiên có một lúc nó nghiệm ra là mọi thứ do duyên mà có và mất, mọi thứ do duyên mà có và mất đi trong từng khoảnh khắc cũng do duyên mà mất nha. Đó đó đó, nghe cái đó, thì nghe được cái khoảnh khắc mà nhận ra đó, hành giả thấy chán, thấy sợ đối với danh với sắc của bản thân nó riêng và xung quanh mình, rồi nhìn ra vô lượng vũ trụ ở đâu cũng thế thôi. Cảm giác chán sợ đó đó được gọi là các tầng tuệ. Nhưng mà nó xui một cái khi mà những cái khía cạnh nhận thức này được phân tích ra quá rõ quá kỹ, nó mới dẫn đến sự hiểu lầm tang thương, đáng thương cho không ít hành giả. Cứ cho rằng ta bây giờ là nó được thầy nói là tuệ thứ tám, dạ, thay vì mình hiểu đó là cái khía cạnh thứ tám nó hay hơn là cái tầng. Bởi vì nói như vậy nó có nghĩa là giống như lớp 3, lớp 7, lớp 5 vậy đó, nó rất là kẹt. Bởi vì tôi xin thưa quý vị, tôi chống cái vụ mà tuệ mà hiểu theo lớp cao lớp thấp đó, là tại sao tôi chống. Thứ nhất là theo trong A Tỳ Đàm á, chỉ có tâm thiền sơ nhị tam tứ nó mới có cái tâm báo đại, cái tâm thiền rõ ràng thôi. Cái tâm này nếu mà đến lúc chết mà mình không mất thì mình có thể nhờ nó mà sanh về các cõi phạm thiên. Trở thứ hai là tâm thánh, ví dụ như tâm sơ đạo, nhị đạo, tam quả, tứ quả là những tâm có thiệt. Còn riêng về các tuệ này nè thì nó chỉ là tâm thiện dục giới thôi. Mà quý vị trong room này hỏi tôi tâm thiện dục giới là cái gì vậy, thì tôi xin thưa cái tâm đó chính là cái tâm mà quý vị dùng để mà bố thí trì giới, để mà chùi cầu, để mà rửa chén đó, thưa ba má nha. Nhớ dùm cái đó rất là quan trọng nha. Ba cái thiền tuệ mà quý vị cho là ghê gớm, thật ra nó chắc phải ghi quá. Thiền tuệ chỉ là các cái tâm
thiện dục giới vốn cùng loại với những tâm lành mà ta dùng để chùi cầu rửa chén, lắp 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 la nha, chùi cầu rửa chén. Tôi biết ghi cái này rất sốc nhưng mà tôi không thể không nói nha. Thiền tuệ chỉ là các cái tâm thiện dục giới vốn cùng loại với những tâm lành mà ta dùng để chùi cầu rửa chén, có nghĩa là khi mà mình đi phục vụ á, khi mình đi làm trung tâm bảo phục vụ thiền viện đó, thì mình đi chùi cầu làm sao mà bằng tâm ác được, bằng tâm lành. Thì cái tâm đó nó chính là cùng một family, nó cùng một nhóm với mấy cái tâm tuệ đó. Thì như mình sống chánh niệm lâu ngày thì tự nhiên cái mình nhìn về thế giới này bằng cái sự mà nó sợ hãi là cũng có. Sợ là sao? Thấy rằng hơi thở này nó có ra không có vào là chết. Thấy rằng cái gọi là đời sống nó chỉ nằm ở mũi thôi. Giống như một cái chiếc xe mà 18 bánh hay là chiếc xe đạp đó, thì cái phần mà nó bám trên đường đó, nó chỉ là một, nó chiếm, nó chỉ là một phần rất nhỏ của diện tích, của tổng diện tích trên chiếc xe. Chiếc xe đạp có tổng diện tích nó là bao nhiêu? Của cái sườn rồi của ghi đông của bê đan, tất cả mình quy ra diện tích hết đi. Đó, thì cái phần diện tích của cái bánh xe, cái vỏ xe mà nó chạm trên đường nó chỉ có một ít thôi quý vị. Những chiếc xe 18 bánh nó to gấp bao nhiêu lần ấy, thì cái phần nó chạm với mặt đường cũng chỉ là một ít so với tổng diện tích của nó. À, thì cũng vậy, một con người giàu có tiếng tâm hay là vô danh cách mấy đi nữa đó, thì cái mà gọi là đời sống nó chỉ có một chút xíu đó là cái chỗ hơi thở ra vào thôi. Nó có ra mà nó không có vào là xong. Cho nên hành giả thấy chỗ này, hành giả mới kinh hồn kinh cảm, hành giả mới thấy cái chết nó chỉ là gan tắc thôi. Hành giả khi mà thực tập chứ ra học thì không hiểu, tôi nói rõ nha, khi học có ngàn đời cũng không hiểu được cảm giác đó, nhưng mà khi có thực tập đó, thì sẽ hiểu, hiểu cái cảm giác là có một lúc hành giả sợ chết còn hơn là cái gì hết thảy. Bởi vì hành giả thấy cái chết nó sợ sờ, nó sừng sững, nó lừng lững, nó mồn một trước mặt mình đó. À, rồi thì sao? À, thì nó nảy ra tâm sợ hãi. Nhưng nếu lúc đó có thầy có bạn hoặc là bản thân mình mà có kiến thức giáo lý thì mình vượt qua được nó, mình sẽ tới một cái tình trạng tâm lý là mình thấy chán. Nhưng mà cái cách kể này lại cũng nguy hiểm nữa. Cái cách kể này nghe làm như có trước có sau chứ không, tùy người. Có người họ thấy danh sắc nó vô ngã vô thường họ chán, chứ họ không cần phải trải qua cái sợ. Và có người chẳng hề trải qua cái gì hết, họ vừa nghe Phật giảng xong mà họ đắc một cái bùm, không có hề trải qua một cái cảm giác tâm lý lấp 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 la gì hết á nha. Vậy mà bà con mình cứ ráng mà mê ba cái tầng này tầng nọ của thiền tuệ, trời ơi, tôi nói hoài tôi nói, thứ nhất là cái tâm mà gọi là thiền tuệ, cái tâm là tâm thiện dục giới thôi. Thứ hai là có nhiều người họ đắc đạo họ đâu có cần tầng nào đâu, nó cần thiền tuệ nào đâu nha. Thì nó gọi là tuệ quẩn, có nghĩa là sống bằng chánh niệm, khi duyên lành đầy đủ tự nhiên tuệ nó bèn trôi ra và nó xác định cho mình thấy đây là khổ, đây là tập, đây là diệt và đây là đạo. Đây là sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thích, đây chính là vô minh duyên hành nè, hành duyên thích tất duyên sắc, lập 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 la đấy. Thì nó gọi là tuệ quẩn. Còn giải thoát quẩn là cái gì? Giải thoát quẩn là bốn đạo bốn quả. Nhớ nha, bốn đạo là gì? Khi mà đủ duyên lành ba la mật ra, tự nhiên là hành giả thấy nó có một cái sắc na tâm xuất hiện, khiến cái này nó nhanh lắm, học cho biết. Thật ra mình không có tài nào mình thấy kịp nó, trừ ra Đức Phật. Cái tâm này nó xuất hiện, nó có một lần một thôi, nó xuất hiện một sắc na một để làm hai chuyện. Một là cắt đứt phiền não, hai là thấy rõ bốn đế, trong đó có Niết Bàn nha. Thấy rõ bốn đế là sao? Là thấy rõ ràng mọi thứ ở đời là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ thì không thích trong khổ nữa. Và hành trình nhận thức này, cái hành trình nhận thức về khổ và tập này nè, được gọi là đạo đế. Rồi thêm nữa là ngay cái lúc mà nhận thức bốn đế được đầy đủ thì ngay lập tức hành giả tùy duyên lành mà cắt được bao nhiêu phiền não. Nếu hành giả dừng lại ở tầng sơ quả đó thì hành giả chỉ cắt đứt được cái thân kiến và hoài nghi thôi.
Thân kiến là từ đây về sau vĩnh viễn không bao giờ còn nghĩ rằng thân tâm này là của tôi chính là thân tâm này nghe. Thân tâm này là của tôi có thân tâm này, vì nó không còn nghĩ như vậy, vì nó chỉ nghĩ rằng, chỉ biết rằng cái ác đang có mặt, cái thiện đang có mặt, niềm vui đang có mặt, nỗi khổ đang có mặt, hơi thở ra vào đang có mặt, danh đang có mặt, sắc đang có mặt, ở đây không có ai hết, nobody here but danh sắc only. Đó đó. Rồi nếu mà cái vị đó có khả năng đắc cao hơn một chút thì vị đó thấy rõ bốn đế hơn một chút thì vị đó là giảm nhẹ dục ái và sân. Ba la mật nhiều hơn một chút, vị đó đắc tầng thứ ba, vị đó thấy rõ bốn đế hơn một chút nữa, vị ấy dứt hẳn dục ái và sân. Nếu ba la mật cũng còn dư xài, vị ấy bèn thấy rõ bốn đế lần cuối cùng, một cái thấy rốt ráo không còn cái gì để thấy thêm nữa. Lần này vị ấy giết sạch toàn bộ phiền não còn dư sót lại nha. Thì bốn cái tầng này được gọi là giải thoát quẩn. Mà ta sẽ gọi là quẩn là bởi vì các vị thấy nghe tôi kể nãy giờ cũng đã một đống một nồi rồi, quý vị không thấy một đống à, không thấy quẩn à. Rồi cuối cùng là giải thoát tri kiến là sao? Là vị ấy thấy rõ, đó là sau khi mà đắc đạo rồi đó, vị ấy mới nhìn lại, nhìn lại giải thoát tri kiến quẩn. Giờ đâu tri kiến quẩn là 19 trí phản phản kháng, kháng không có rê nha, kháng này không có rê, không có rê nha, là trí nhìn lại năm điều. Phiền não đã diệt, phiền não còn dư sót, rồi cái gì nữa, đạo u vừa chứng, rồi quả vừa chứng, niết bàn vừa chứng. Ở ba tầng thánh đầu thì có đủ năm loại trí nhìn lại này, riêng tầng La Hán thì chỉ còn bốn trí nhìn lại thôi, vì La Hán không cần nhìn lại phiền não dư sót, hiểu không ta? Do đó chỉ có 19 trí gọi là trí nhìn lại, có hiểu không? Trong rừng rồi, bây giờ đã hết giờ rồi. Xin hẹn các vị kỳ sau, đã đủ giờ rồi. Xin chúc các vị một ngày thật an lành, một đêm nhiều mộng đẹp. Dạ, bye bye. Idaṃ me yatinaṃ koṭu sukhitaṃ